đi lên giường ngủ con. Xô à? Dạ. Đi lên giường ngủ đi con. Con lớn mặc chỗ này á hả? Bố mẹ lớn. Lớn hơn giờ. Nhưng mà con lớn hơn bố mẹ. Con mới chịu ngủ được. Bây giờ con đang nhỏ mà. Đi đừng có nghịch để mẹ bán hàng. Nhưng bây giờ con đang nhỏ mà. Đi lên giường ngủ để mẹ bán hàng. Con đừng ngồi đó nghịch nữa. Ừ. Để điện thoại kia rớt á. Nhặt điện thoại lên. Để ra tí bố sạc cho. Hello, hello chị Bích. Hello chị yêu dấu. Xin lỗi, người đẹp như lụa. Mặc cái đầm có mấy chục ngàn thôi, xinh lắm. Lụa mango không phải xịn hơn lụa mango nữa. Đầm vô mặt nha bạn mọi người, 69 ngàn, đẹp lắm. Mặc ở nhà, mặc ngủ gì, đi chơi được hết luôn nha. Đầm suông có kèm dây thắt nơ. Chị nào thích thắt nơ thì thắt, còn không thì mình có thể là mình đính vô đây để mình thắt nơ ngay cổ nè. Ở dưới đây là mặt suông nha. Đầm vải mát ghê luôn, phong đẹp nữa chứ. Phong đẹp chết, đẹp quá trời luôn mọi người ơi. Một cái duy nhất luôn á chị. Hàng em gom của shop nên là nó có được một cái à. Mấy cái đầm cao cấp này nè. Em có lẻ lẻ vậy đó. Chị lấy đi đẹp lắm. Thôi mẹ uống rồi con, mẹ cảm ơn con. Form suông, free size, vải đẹp nữa. Dạ ok chị. Đây. Suông. Đỉnh cái nơ ở đây cũng dễ thương nè. Đỉnh cái nơ ở đây cũng dễ thương. Hello cả nhà mình, vô chấm like lên giùm em nha mọi người ơi. Trời ơi đồ bữa nay đẹp quá trời luôn cả nhà. Toàn hàng shop cao cấp không à. Hàng Hồng Kông, hàng tao bao nhiêu nha mọi người ơi. Hello Thiên Bình, hello Liên Nguyễn, hello cả nhà mình. Chấm like lên giùm dâu nha mọi người ơi. Rồi, sao để rớt lung tung vậy con? Giờ này là giờ đi ngủ, không phải là giờ ăn trái cây. Giờ này nghe chưa, con nhặt lên rớt lung tung trên gạch. Hello Thảo, hello Thiên Bình. Hello Châu Ngân. Được không? Em để vậy mọi người coi thấy nó bị chó nha, để vô thử coi nè. Rồi chờ em xíu xíu em thay cái đầm một cái. Chấm like lên giùm dâu nha mọi người ơi. Nay khui toàn hàng cao cấp cho mấy chế nè. Giá hết hồn luôn nè. Đầu like chị nào muốn hỏi dâu coi mẫu nào mọi người comment lên giúp em một cái nha.
Ôi đầm này form đẹp lắm mà chị ơi, đường may rất rất là đẹp luôn. Đường may rất rất là đẹp cho dâu luôn nha. Nói chung là chuẩn hàng cao cấp, người ta bán hơn 300 ngàn á. Ok bé, bán hơn 300 ngàn cái đầm này nè. May hai lớp xịn sò luôn nha. Hơi gần để vô để xa hàng miếng thôi. Đây. Đầm vô mặt nha mấy chị. Bạn đầm này cho mọi người 75 ngàn thôi. Hàng xịn như hàng mấy chị ra ngoài mua 300 mấy nha. 250, 320, 300 mấy đó. Vô ra mặt nè. Cái này chị nào cỡ 40, 44 cân đổ lên, 50 cân đổ về mặt vừa. 44, 45 cân đổ lên, 50 cân đổ về vừa nha. Hai lớp dày dặn xịn sò. Chậm like lên giùm dâu nha mấy chị ơi. No quá đi ăn giờ. Đi ăn giờ mới về cái like luôn. No khó thở. Chậm like lên giùm dâu nha. Hả? Đầm dâu đang mặc. Nhiều đầm mà. Nhiều đầm lắm, bữa nay nhiều đầm xinh lắm, nhiều đầm dâu đang mặc nè. Đây thấy không, thấy rõ không cả nhà? Đầm dâu đang mặc nha, may hai lớp dày dặn. Nói chung là form và chất rất rất là đẹp luôn mà chị. Form và chất siêu đẹp luôn nha, cho bạn con này có 75 ngàn có một cái à. 75 ngàn nha, size form này là 50 cân quay đầu. 50 cân quay đầu giùm em nha cả nhà. Form và chất bao ok. Xịn như hàng mấy chị mua tầm khoảng cỡ 250 đổ lên á. Ok chưa? Đầm vải gì chị? Đầm nó là vải von lụa, không phải von thường nha. Có túi đi làm to không? Mình xem với. Có nha Trần Hà. Túi đi làm to có mẫu như vậy được không? Trời ơi, cái da con này đẹp lắm nè mấy chị em bạn. Em sale có 165 ngàn, da siêu đẹp nha. Da không mướt như da em bé, mọi người trả về cho dâu. Da không mướt như da em bé, mọi người trả về cho dâu nha. Đây này, dâu có một con màu hồng với một con màu trắng. Size của nó là size 35 á cả nhà ơi, size 35 36 nha. Đây, size 35 36 lận. Trời ơi, form siêu đẹp mấy chị ơi. Em cho cả nhà coi nè. Da không mềm không mướt như da em bé, mọi người trả về cho dâu nha. Dâu còn một hồng một trắng. Còn một hồng một trắng nha, sale con này 165 ngàn. Mọi người thấy chưa? Da cực mềm, cực mướt, cực xịn nha. Tự nhiên cái màn hình nó cứ lúc sáng lúc tối ta. Đẹp lắm luôn á, size 35 36 lận nha mấy chị. Size 35 36 lận nha, vô để con này 165 ngàn. Hồng cho chị rồng này. Ôi, túi đẹp lắm mấy chị ơi, yên tâm túi bao xịn sò luôn. Yên tâm túi cực xịn nha. Túi cực xịn sò cho dâu này mấy chị. Rồi em còn một cái trắng nha, chị nào lấy trắng chốt mã trắng giùm dâu. A4 cơ chị ơi. À, túi A4 là túi A4 là size bao nhiêu anh nhỉ? 21 với 29 hả? Một chiều 21, một chiều 29 hả? Vậy là cái túi này bề ngang của nó tới 35 luôn mà. A1 thì nó chỉ có, A4 thì nó chỉ có 1 chiều 21, 1 chiều 29. Con này nè, để dâu đưa thêm mẫu nha, dâu sale nhiều mẫu mọi người ơi. Túi rồi đầm vậy, nói chung là nhiều mẫu nha. Mọi người chậm like lên giúp em. Chậm like lên giùm dâu nha, cả nhà mình. Ôi nè, còn một con màu trắng nè, bao đẹp luôn. Em chưa có bỏ đồ vô. Bỏ đồ vô thì nó sẽ lên form như vậy nè, giống như con màu hồng á. Da cực mềm cực mướt luôn. Đây. Da siêu mềm siêu mướt luôn nha cả nhà. Mọi người thấy chưa? Da siêu mềm siêu mướt giúp em nha. Vô còn có một cái à mấy chị ơi, con này. Da cực mềm cực mịn nha. Vô còn một cái nha, chị nào lấy túi trắng chốt mã túi trắng. Vì lại size này là size to nữa nè người đẹp. Con này vô còn màu đen, đen trơn với lại đen trắng. Con này cho dâu là mã viền trắng hoặc là đen đi. Viền trắng, viền đen nha, mọi người coi da nè. Dâu nội da Togo hãng rất là xịn. Con này nó sẽ, em cũng sale con này có 165 ngàn thôi. Sale nguyên một set nha, con này nó có kèm một dây bự nè, có thêm một cái túi nữa. Có thêm một cái ví phía trong nữa, ví có dây kẹo, có dập logo hãng luôn, da Togo hãng nha mấy chị. Nè em cho mọi người coi chất nè. Yên tâm là xịn sò giùm em nha, bao xịn sò luôn, bản này người ta bán 300-400 ngàn là rẻ rồi. Mấy chị nhận hàng túi 165 ngàn cam đoan mấy chị sẽ ưng ý.
Da Togo hãng cực mềm, cực xịn cho em nha. Siêu mềm, siêu xịn luôn nè. Vô bạn con này 165 còn một. Có một con đen và lại một con viền trắng nha. Một con đen với một con viền trắng, chị nào lấy màu nào thì chốt giùm em, đen, viền đen hoặc viền trắng. Vô cắm điện thoại một cái. Cả nhà mình thấy dâu chấm like lên giùm dâu một cái nha mấy chị ơi. Chị nào đang xem like của dâu chấm like lên giúp em với nha. Cái dâu xin một like một xe tương tác nha cả nhà ơi, để chuẩn bị lên mẫu. Đây. Có một quai bự phía trong kèm thêm một cái ví phía trong nữa nha mấy chị, da đẹp lắm luôn. Con này là form của nó, size của nó là size 30 á. Con này là size 30 nha mấy chị ơi. Con này là size 30 giùm em nha. Đựng vừa giá 4. Giá 4 chắc là bằng quyển sách của ông Xô phải không anh? A4 là đây nè. Quyển sách của con em đi học nè, là A4 nó tự nhiên màn hình nó tối hù vậy ta. Rồi. Hello Trúc Nhi. Đây nha cả nhà nè. Ở trong đây đang có đồ. Bỏ dừa luôn nè bé Trần Hà ơi. Sách con dâu đi học á là khổ của nó là khổ A4 đó. Bỏ dừa hết nha. Cho mình chị coi cập nha. Dâu có nè, ở trong đây là có một vị nha, một vị cầm tay, một dây đeo bản bự. Chút Nhi ơi, em muốn con nước hoa mùi như thế nào chị dâu lên mẫu cho coi nè. Da Togo hãng bao cho mọi người, da rất là mềm, rất là xịn sò. Em sale set này là 165 nha. Dâu có đen trơn với lại viền trắng. Đen trơn với lại viền trắng nha, sale 165.000, da đẹp lắm mấy chị ơi. Bao chất, bao form xịn sò cho dâu nha. 165.000 không xịn trả về cho em nè. Không xịn sò mọi người trả về cho dâu nha. Rồi đen với viền trắng, chị nào lấy màu nào thì cập em. Chị nào muốn coi túi như thế nào thì comment lên giùm em nè. Con này có một con màu xanh nữa nè. Xanh ngọc nha. Túi có dây kéo không em? Dạ có chứ chị ơi. Túi có dây kéo nha chị. À túi này là không có dây kéo. Con này là nó chỉ có khuy cài thôi à. Con này nó chỉ có nam châm thôi à, không có dây kéo chị. Dây kéo thì ở phía trong là có dây kéo. Có mạc logo, mạc da của nó dập logo hãng á. Với lại con này nè, chấm like lên giùm em nha mọi người. Bé Trúc Nhi chờ chị dâu xíu xíu nha. Nè. Ôi da đẹp quá trời luôn mấy chị ơi. Em có một con xanh ngọc nha, để con này 165.000. Da siêu mềm luôn, mềm hơn da em bé luôn mấy chị nha. Mềm hơn da em bé. Vô còn con này thì con màu trắng. Da giống nhau nhưng mà kiểu hơi khác nhau. Da giống nhau nhưng mà kiểu hơi khác nhau nha. Đây, con này thì có dây kéo này chị Kiều. Con này có dây kéo nha, ở phía trong nó có hai ngăn, thêm hai ngăn dây kéo ở phía trong nữa. Xem 165.000 nha, vô có một con màu trắng, một con màu xanh, hai kiểu khác nhau nha. Tụi công sở này da mướt lắm, da siêu mướt luôn mọi người coi ha. Mềm mướt hơn da em bé nữa. Cái điện thoại vô like tự nhiên tối nay nó. Em bật cái đèn này không quên á, tự nhiên nó vô khúc sáng khúc tối. Không như vậy nè, tự nhiên đang ở sáng cái đi ra ngoài xong vô nó tối hù à, khó nhìn lắm. Ok chưa, em có túi màu xanh nha. Màu xanh với lại túi màu trắng nha cả nhà, 165.000. Túi dâu nhiều mẫu nha, đang sale. Chị nào muốn coi túi nữa thì nói em lên mẫu cho coi ha. Túi xanh để được iPad Air không em? Dạ, túi xanh này là để được iPad chị ơi. Túi xanh chắc là để được iPad, tại vì iPad nó đâu có bự bằng quyển sách cùng nhà em đâu đúng không? iPad nó đâu có bự bằng quyển sách. Anh iPad nó đâu bự bằng quyển này đâu, đâu có dài bằng đâu ha. Anh nhìn cái. iPad nó nhỏ hơn. iPad nó nhỏ hơn mà. To mà. Chị ơi vừa dư xăng nha, em còn để được cả quyển sách của con em đây nè. iPad nó nhỏ hơn quyển sách này nữa. Da đẹp lắm, da rất rất là mềm luôn mấy chị. Da siêu mượt luôn, em để con này 165 nha.
165 vô con cái cuối cùng nha. Nè, da siêu mềm luôn. Ok chưa cả nhà, da cực mềm nha. Chút như em coi nước hoa nữ, em muốn coi mùi mùi hoa hay là mùi như thế nào, comment cho chị Dâu cho em coi liền luôn. Chút Nhi nha, muốn coi mẫu mùi như thế nào, nói chị Dâu lên trên mẫu cho coi liền nè. Để Dâu lên áo váy lộn xộn nha. Áo khoác không Dâu ơi? Có, chị Phượng Trần ơi có áo khoác nha. Áo khoác em đang còn 2-3 cái này để em sale cho mấy chị nè. Form rộng, form ôm có đầy đủ. À em có một khoác thể thao mới về. Khoác thể thao mà form nó may cũng lạ nữa, chất cũng lạ mà form may cũng lạ nữa. Ok người đẹp. Chúc Nhi đâu rồi? Ủa không nghe chị Dâu hỏi luôn hả bé? Em muốn coi mùi như thế nào, chị Dâu biết được chị Dâu lên luôn cho coi. Coi cho nó lẹ nè. Áo khoác em còn mẫu này. Mẫu này Dâu còn đen với lại xanh cho xem. Hàng nó bán gần 200 ngàn luôn áo khoác nè. Thơm nhẹ ngọt là được, ok ok. Dâu còn đen với xanh nha. Một đen với hai xanh, sale con này 69 ngàn, hàng người ta bán gần 200 luôn các mấy chị. Yên tâm là hàng xịn sò, bao cho mấy chị là hàng xịn sò nha. Nam nữ mặc được giùm em, ở phía dưới là có dây rút nè. Đó, eo muốn tới đâu thì mọi người rút tới đó nha. Nam nữ mặc được cho Dâu mẫu này nha. Bao xịn sò, hàng này mọi người ra ngoài mua đâu có 150 đổ về là không mua được đâu. Nha, người ta bấm con này là 195 ngàn rồi đó, 200 ngàn rồi. Hai lớp nha, dù hai lớp bao xịn luôn, vô sale con này 69 ngàn, còn một đen hai, một đen hai xanh là hết nha. Một áo đen hai áo xanh là hết nha cả nhà. Bao đẹp bao xịn đó, vô sale 69 ngàn nha, còn một cái đen hai cái màu xanh. Một cái màu đen hai cái màu xanh, áo này là free size nha. Chị nào mà bốn mấy 50 cân đừng lấy, sợ rộng thì đừng lấy. Ok chưa, năm mấy cân, 60 65 cân thì lấy. Nè, màu đen nè, màu nào cũng đẹp hết nha, đây là dù. Dù nha, áo không có nón hả Dâu? Áo có nó là qua mẫu khác chị ơi, áo dù này là không có nó. Áo dù này là hàng không có nó nha, hàng shop người ta sale. Không có nó, áo có nó thì em chỉ có mẫu kaki jean thôi. Có nó thì em chỉ có mẫu kaki jean thôi nha chị ơi, chị chịu không? Mà cũng còn có một cái em bán hết sạch rồi, em còn có một cái màu nút thôi. Ngọt hả? Ngọt thì Dâu có những mùi này nè. Nếu mà trong phân khúc sọc. Nói chung là nước hoa là Dâu bao xanh cho Trúc Nhi nè, đen cho Kim Oanh nè. Hồi hello Kim Oanh. Hello Kim Oanh đẹp gái. Ở đây nhiều hàng hot lắm Kim Oanh ơi. Áo khoác em còn một cái xanh cuối cùng nha mấy chị, bao xịn sò mấy chị ơi. Áo khoác 69 ngàn bao xịn sò nha. Dạ chờ em tí. Trong những cái phân khúc nói chung là Dâu bao toàn bộ là nước hoa Âu hết nha. Không Âu thì dắt mọi người ra store mua cho mọi người 10 chai đền luôn, ok chưa? Những cái này là Dâu đầu giá được thì sẽ có giá rẻ. Dâu đầu giá được đây là sẽ có giá rẻ nha. Đây là mùi ngọt, mùi dành cho nữ, là những tông mùi hoa ngọt dịu nhẹ nhàng quyến rũ. Ok chưa, là Dâu là những mùi này nha. Giao Dâu con này làm mã 1 đi ha, cho mọi người dễ phân biệt. Nước của đó là hãng của Sinorina. Ok chưa cả nhà, mã 1 nha, Dâu chip 100 ngàn 10 mil. Mã 1 nha, 100 ngàn 10 mil. Mã này là mã 2, Dâu cũng chip 100 ngàn 10 mil luôn. Mã 2 dùm Dâu nha, mùi hoa toàn bộ là mùi hoa ngọt dịu. Nói chung là dễ chịu lắm. Dâu xài mỗi ngày mà, con này là mã 3 nha, cũng là 100 ngàn 10 mil. Với lại con này, mã này là mã 4 nha, 100 ngàn 10 mil. Thì những mã này Dâu đang chip 100 ngàn 10 mil là gồm có 4 mã nha. 4 mã này là Dâu chip 100 ngàn 10 mil này. Những mùi ngọt đó Dâu đang chỉ cho em còn con này thì Dâu đang chiết là 220 ngàn của Jimmy Choo. Jimmy Choo nha, Jimmy Choo nó cũng là mùi ngọt dịu quyến rũ sang nữa. Ok chưa, những mùi này 4 mùi 100 ngàn thì nó mùi nó ngọt dịu nữ tính nhưng mà nó không sang. Còn mùi ngọt quyến rũ sang thì nó có thêm mùi này nữa nha, là giá của nó là 210 ngàn. Hoặc là Kenzo, Kenzo thì Dâu chiết Kenzo này có 160 thôi, thơm lắm nha. Kenzo thì quá đỉnh rồi, quá đình đám rồi mọi người, nó là mùi ngọt nha, mùi ngọt của hương hoa.
siêu thơm luôn, bao thơm mấy ngày luôn. Nói chung là toàn bộ nước hoa là dâu đều bao cho mọi người thơm, bao thơm mấy ngày luôn. Tại vì dâu không sử dụng EDT nha, dâu sử dụng EDB. Cả nhà nha, độ bám tỏa của EDB thì nó sẽ dai hơn là của EDT ha. Rồi với lại con này nè, con này thì nó là của chóe nha, ngọt dịu quyến rũ sang nữa. Đây là của chóe nha. Dâu chiếc con này là 200, con này là 180, chiếc con này là 180. Na na thì quá đỉnh rồi, na cam 260. Nè với lại của Daisy. Daisy Love thì là 160.000. Daisy Love 160 luôn nha, ngọt dịu quyến rũ nè. Em xài cái mùi ngọt dịu dàng quyến rũ thì em xài những cái mùi chị dâu đưa đều được. Còn con này cũng là mùi nói chung là nó là mùi sang, mùi như Chanel luôn á. Một con này nè, mùi của Club Bạc là mùi như Chanel luôn nha. Như chiếc con này có 101 thôi, 101 nha. Con này là đi xài mỗi ngày hay thì cùng đều ok la lắm cái mùi Chanel này nha. Nếu mà những cái còn mùi nam như chỉ có hai mùi này thôi, hai mùi này vô đều chiếc 100.000, 100.000 10 ml nha bé ơi. Ok chưa? Rồi để vô lên cái khác nha, vô lên áo khoác mẫu mới. Em muốn coi lại mã nào thì comment rõ cho chị dâu nha bé. Vô cả áo khoác mẫu mới xịn sò mấy chế ơi, áo khoác mẫu mới xịn sò nha. Rồi em còn phải để lại cái em mặc á. Mùi 101 ok Trúc Nhi nha, chiếc mùi 101 nè. Mùi nam thì dâu chỉ có hai mùi này, thơm dai lắm. Ông xã dâu ngày nào dâu cũng xịt cho ông xã dâu nè nha. Cái mùi nam thì nó tại vì dâu cái này là dâu đậu giá được, chứ còn dâu là không mấy chai của ông xã dâu đang xài thì dâu lại không có chiết. Còn này là dâu đậu giá được thì cho ông xã dâu xài kẻ vậy đó. Tại vì dâu thích cái mẫu này, cái thiết kế của nó nhìn nó sang á. Dâu chiết 100.000 10 ml. Thì cái mùi này thì nó sẽ hợp với xài thu đông hơn, tại vì nó là mùi tiêu nha. Nó có tiêu, có gỗ, rồi nói chung là mùi này thì nó sẽ nồng, không phải là nồng nhưng mà nó sẽ là mang cái hơi hướng là nó vô mùa đông, thu đông thì mọi người xài mùi này hợp hơn. Còn mùi này thì xài bây giờ là ok luôn rồi, sang lắm luôn. Em chiết có 100.000 10 ml thôi cả nhà, 90.000 đi, chiết cho mọi người 90.000 10 ml nha. Ao nha, độ bám tỏa là thuộc dạng khủng long, mọi người yên tâm, độ bám tỏa là thuộc dạng khủng long nha. Ok chưa? Mùi 160. Chị ơi, 160 chị chiết Kenzo hay là Daisy Love chị ơi? 160 em có hai mùi nha, mùi hoa, mùi Kenzo là mùi Daisy Love này chị. Đây là mùi Daisy Love nha. Daisy Love là 160 với lại Kenzo. Kenzo là chai dài nha. Chị chiết mùi nào chị báo em nha. Em có Daisy Love với Kenzo là 160. Bao âu nha, không âu thì dẫn mọi người ra store cho mọi người mua 10 chai. Lựa thỏa thích luôn. Mùi nam 90.000. Ok gái nha. Là chai cao đúng không? Mùi nam em lựa lấy chai cao hay chai lùng? Mùi nam em lấy chai cao hay chai lùng gái? Ông chồng dâu ông đi bữa anh đi đâu hả? Anh đi đâu mà 2-3 ngày sau em kêu ôm cái áo của còn thơm á. 2-3 ngày vẫn còn thơm. Kenzo và nam 90 dạ. Nam chị chờ lấy mùi chai cao hay chai lùng chị ơi? Rồi em sẽ lên cho mọi người mẫu khoác mới nha. Khoác này là không nón. À khoác có nón. Khoác có nón hồi trưa em like hết màu, em còn có một cái cuối cùng mà. Đây nè chị ơi, áo khoác nón em còn có một cái cuối cùng thôi chị Phượng Trần ơi. Con này freestyle nha. Lùn nè, ok Trúc Nhi nè. Chị ơi chị lấy chai cao hay chai lùn chị comment giùm em nha chị Kiều ơi. Khoác vô áo này vô bán hàng bao nhiêu cái luôn á, hết sạch màu, full màu, 7-8 màu mà hết luôn rồi. Còn một cái cuối cùng đang đứt hàng, hàng Quảng Châu nha, jean. Khoác kaki jean nè mà cả nhà, bao đẹp nha. Bao form, bao chất đẹp, màu cũng dễ mặc luôn á. Người lớn trẻ con đều khoác được, free size cho em nha. 35 cân tới 60, 65 cân mọi người khoác ok la, vô còn đúng cái cuối cùng. 149.000 bao giá luôn á. 149.000 còn một cái cuối cùng, chị nào lấy khoác nu cho dâu khoác nu nha. Này mấy hôm nhiều màu em khoác nhiều rồi. Mùi nam 90, 101 luôn nha dâu. Dạ, nam 90, nữ 101. Cho chị chai cao, chị Phạm Mũi cho chị chai cao này, ok chị nè. Ok chị chai cao nè. Chị nào muốn coi, nói chung là bao âu nha, nước hoa là em bao âu. Em nói mọi người nghe nè, bám tỏa trên da của mình đó thì tùy từng cơ thể nha. Ví dụ giống như da chị nào mà mình da dầu á, da cơ thể mình, ví dụ giống như mọi người sức kem body nè, sức lotion, hoặc là da chị nào mà da dầu á thì nó lại bám hương được lâu hơn những chị nào mà da khô.
nha. Hoặc là những chị nào mà mình không có tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, rồi mình không có đi lại nhiều ở ngoài đường á, thì nó sẽ giữ được mùi hương được lâu hơn những chị tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nha. Nhất là mấy chị làm văn phòng ngồi máy lạnh thì ngày hôm sau vẫn còn thơm, còn trên quần áo là thơm 2-3 ngày nha. Còn trên da thì tùy da, có da lưu hương tắm xong vẫn còn mùi, nhưng mà có những da mọi người xài 5-6 tiếng là mọi người thấy hết rồi. Là do tính chất công việc của mọi người làm việc ngồi im một chỗ, hoặc là văn phòng máy lạnh, hoặc là mọi người là đi ngoài nắng nhiều hay gì đó nữa. Chứ còn tất cả đều bao ao nha, không bao em một, em đền mời em dẫn mọi người vô store mua 10 chai luôn. Cho mình xem túi đen đằng sau ý, ok, khoác nuôi nhiêu kỳ mặc vừa dâu chị Phượng Trần, em còn có một cái nha, khoác khoác đó là free size luôn chị. 60 cân quay đầu là chị mặc đẹp cho em rồi chị nha, chị bao nhiêu ký? Chị bao nhiêu ký chị ơi? Em còn có một cái à, khoác này em bán nhiều màu, em bán hết sạch luôn, còn có một cái. Túi đen phía sau, à túi đen phía sau hả? Da Togo của hãng nha. Dâu nói mọi người nghe nè, thường thường là những ở ngoài mọi người thấy sẽ thấy những cái da này nhiều nha, nó có tên nhiều loại, như này là gọi là da Togo nè, còn nhiều người thì người ta sẽ gọi là da sần hoặc da hạt gì đó thì em không biết, nhưng mà hồi đó giờ em xài túi và em bán túi thì em chỉ gọi nó là da Togo thôi, còn da sần da hạt gì đó thì em không biết nha. Em bao cho mọi người là nó chống thấm, với lại là khi gặp nước nó không bị hôi. Lấy chai lửng 160 là sao chị? Lúc nãy chị nói em là chị chiết chai cao 160. Chị Phạm Mũi ơi, bây giờ chị lấy chai nào? Chị nói lại giùm em nha, chị đừng nói là lùng với cao. Lùng với cao là chai nam thôi. Chai lùng nam và cao nam nha. Cao với lùng là em chiết 90.000, 10ml cho mọi người xài. Còn 160, đây là chai Kenzo nha. Chị có thể chiết là chai Kenzo, ghi rõ giùm em, tại vì nó là thương hiệu của Kenzo. Kenzo 160.000 thơm lắm luôn á. Cái lúc mà cách đây là lúc em tốt nghiệp lớp 12 là năm 2006, xong là lúc đó là nhỏ bạn ở bên nước ngoài nó đi du học về á. Nó đi từ năm học hết cấp 2 là nó đi du học. Lúc đó nó về là nó cho một chai Kenzo mà hồi đó nó chỉ có 30ml thôi. Chị em nói thơm mấy ngày sau vẫn còn mùi luôn á, mà đồ mình mặc xong là mình bỏ trong mình treo trong nhà tắm là 2-3 ngày sau vẫn còn mùi. Là em ấn tượng em xài cái chai cái mùi này từ đó giờ là cứ hết là em mua. Cái chai Kenzo này xài tới giờ cũng gần 20 năm rồi đó. Cứ hết là mua. Thơm lắm luôn á, thơm cực thơm luôn nha. 55kg, ngực 90, dạ vừa chị nha, bao chị vừa. Dạ, Kenzo nha chị Phạm Mũi, vậy là chị chiết chai Kenzo nè. Còn hồi xưa thì không biết tới những cái thương hiệu khác, hồi xưa làm gì có tiền xài nước hoa. Mười mấy, gần 20 năm về trước rồi nha. Mùi này thơm là mùi này dâu mặc đồ nữ tính bánh bèo giống như vậy này là dâu hay sức cái mùi này lắm luôn. Còn mấy cái chai kia thì dâu hay sức mỗi ngày. Còn cái mùi này là dâu đi tiệc hay gì đó, nhưng mà cái kiểu như là nó nhẹ nhàng, nó bánh bèo dâu hay sức. Cái mùi này nè, mùi này cũng 160 luôn, của Lazy Love á nha cả nhà. Lazy Love thì là chị chiếc chai keo Kenzo 10ml, dạ ok chị nha. Bao thơm luôn cả nhà, thơm lắm. Ok rồi, em nói cái này nha, bao cho mọi người, da rờ rất là mướt nha, mướt hơn da em bé vô cam đoan luôn, rất là mướt giùm em nha, chứ không hề khô, không hề cứng. Ok chứ cả nhà, nó mềm nè, nhưng mà form nó lại cứng cáp chắc chắn giùm em nha. Form xịn sò, áo khoác 149.000 nha Phượng Trần. Form chắc chắn, ok cho em, không bị cứng, không bị móp, không bị vỡ form, nhưng mà ngược lại da nó rất là mềm luôn, rất là mịn, mọi người thấy chưa? Con này nó sẽ có bản 3 quai cho mình. Một quai xích này kèm thêm một quai lụa. Cái này lụa này mọi người gỡ ra tự đan theo ý mình nha. Ở trong đây có kèm thêm một quai nữa. Bạn này 3 quai cho em nha. Nè, ở trong đây có mấy ngăn nữa cả nhà. Ở trong đây có 1 2 3 4 4 ngăn nữa, 2 ngăn dây kéo, lấy chị 2 mùi. 2 mùi vậy là chị lấy 2 mùi hoa luôn đúng không? Chị lấy thêm cả cái này đúng không chị? Cái này là Daisy Love nha. Nha chị nha, Daisy Love của Max Jacob á. Hoặc là chị chốt chai hoa là được, chai hoa lùng là được nha. Mình lấy nhé. Dạ chị lên số điện thoại để chị giùm em nha. Em cái ok chứ cả nhà, nói chung là cái túi xịn sò lắm mấy chị ơi. Cái túi bao xịn sò cho cả nhà mình luôn á. Cái túi bao xịn sò cho cả nhà mình nha. Xinh. Da bao đẹp nha. Mấy chị đục nước hả? Bao không hôi luôn á. Ok chưa? Chỉ có những loại da mà da sần, da hạt vậy, nhưng mà nó là dạng simili á thì mọi người xài nó sẽ bị hôi. Giống như là cái đó là mình không cần đục nước nó còn hôi, nhất là vô đục nước là nó thối kinh khủng. Ok chị nha, còn này là bao cho mọi người xài luôn nha. Mình em để con này cho mọi người 185.000. 185 thôi nha cả nhà. 185 giùm em nha, bạn ba qua cho dâu này 185.000. 185 nha, chị nào lấy túi đen trước mã túi đen giùm dâu để 185. Chị Phượng Trần lên số điện thoại địa chỉ giùm em nha. Nói chung là nhận túi là bao cho mấy chị ưng nha. Da rất đẹp, da siêu đẹp. Da siêu đẹp giùm em nha.
mướt rượt luôn. Chị nào lấy thì comment giùm em túi đen nha. Rồi em lên cái gì nữa ta? À hôm bữa chị đang hỏi vô mẫu này hết sạch màu nha. Mẫu này hết sạch màu, em bây giờ em về đợt thứ hai mà em chia ba màu kia hết rồi, em chỉ còn màu trắng thôi. Con này 135.000 là siêu siêu đỉnh mấy chị ơi. Bao sần sò nha, trời ơi. Người lớn trẻ con đều mặc được mẫu này. Nó vừa trẻ vừa hấp tuổi nữa. Mặc vô là trẻ được mấy tuổi luôn á. Tinh dâu đi, bốn màu mà em bán hết rồi. Đợt em đăng hình là đợt một là chỉ còn đen với trắng là, à đen với xám mọi người dứt hết rồi đó. Đợt hai về là chia sạch màu, giờ còn đúng hai cái màu trắng thôi. Nha, đợt hai về là chia sạch màu rồi, bây giờ chỉ còn đúng hai cái màu trắng này. 135.000 mấy chị ơi. 135 giúp em nha, 135 giùm dâu mấy chị. Bao sần sò luôn, chuẩn hàng Quảng Châu, cao cấp cho em nha, form đẹp chất đẹp. Chị nào điệu điệu hơn thì có thể là cài một cái nơ, một cái tag vô đây nè. Ok chị Phượng Trần nha. Rồi, chị nào lấy áo cho dâu mà áo nha, áo len, con này là len phối sơ mi kiểu á, áo len phối nha. Chị nào lấy trắng chốt mã trắng dâu, để con này là dâu, để con này 135. 135 nha, chị nào lấy áo trắng chốt áo trắng. Chốt áo trắng giùm em. Chân váy quần rồi lộn xộn thập cẩm, chị nào muốn coi gì, coi túi hay coi gì thì comment lên giùm em với nha cả nhà ơi. Ok chị Phạm Mũi nha, chị hai mùi á, mùi nào cũng 160 chị yêu dấu nha. Chị nào muốn coi cái gì mọi người comment lên giùm em nha, em lên cho mọi người coi cái mẫu áo khoác mới đây. Em chưa thấy chỗ nào có hàng đâu. Em chưa thấy chỗ nào có hàng. Chuẩn hàng cao cấp cho em nha cả nhà. Chuẩn hàng cao cấp giùm dâu nha, form nó cũng lạ nữa. Em nói là chất đẹp lắm. Coi gì hot hot. Ôi nè, em cho mọi người coi, không có thời gian đăng hình luôn á. Em taxi mà bây giờ em chỉ còn có 5-6 cái thôi mà chị ơi, em chưa đăng hình luôn á. Nha mọi người coi form áo khoác này. Ồ đẹp dễ sợ đẹp luôn. Em còn phải để lại em mặc á, nó gian mất lọc. Nó có may cầu vai cho mình luôn nha cả nhà, form lửng. Hàng siêu siêu cấp giùm em luôn. Form lửng cho dâu nha. Free size hết nha mấy chị ơi. Em mới nhận ba lô rồi, đẹp chị yêu, chị dâu cảm ơn em nha. Khoác xanh cho chị Rồng Nguyễn, và em còn có một cái xanh cuối cùng luôn này chị, 69.000. Trời ơi, áo khoác đúng đỉnh luôn á. Áo khoác đúng đỉnh luôn, mọi người coi nè, đó. Ok cho chỗ, khoác đẹp lắm luôn á. Không biết gọi là chất gì nữa. Chất rất là mình, nó gần gần như u mì, nhưng mà nó không phải là u mì nha cả nhà, nó mướt như u mì á. Cũng nặng tay nhưng mà nó không phải u mì luôn, form đẹp chưa? Đó, form của nó đây nè, mẹ chị ơi. Ok chưa, em có size nha. SML, XL cho dâu luôn, có đủ 3 màu. Nè, trời ơi, lên form đẹp nó mà may cầu vai cho mình nữa. Chị nào không thích cổ cao á, giống như em thì em đâu có mặc cổ cao đâu. Đi ra ngoài đường thì nhiều khi mặc cổ cao thôi, còn bình thường là em hay mặc cổ này. Đó, đẹp chứ cả nhà. Đẹp chưa? Mang đầm, mang đồ thể thao hoặc là mang quần tây, quần jean mọi người đều phối được hết nha. Con này là 215.000 cho dâu. Hàng siêu cấp cho em nha, áo Hồng Kông á, khoác Hồng Kông như dâu, khoác Hồng Kông cao cấp này. Em lên màu cho mọi người coi nha. Ôi em nó đẹp lắm. Dâu còn phải để lại mặc là mọi người biết rồi. Đủ size cho em nha cả nhà. Đủ size cho dâu nè, có 3 màu. Không biết gọi là vải gì luôn á, em không biết gọi là vải gì luôn. Lần đầu tiên bạn áo khoác mà vải này luôn, không biết gọi là vải gì luôn cả nhà. Không biết gọi là vải gì luôn nha. Nói chung là nó xịn xịn quá trời xịn nè. Màu nào cũng đẹp nha, màu xanh đen, màu trắng với lại màu đen nha, 3 màu. Xanh đen trắng, chị nào lấy màu nào thì chốt giùm em nha. Tiền nào của đó mà chị ơi, hàng siêu cấp, người ta bán áo này tới 280-320 rồi. Người ta bán áo này tới 280-320 rồi. Trời ơi, màu này đẹp chưa? Xanh nha. Màu xanh than nha mấy chị, xanh than đen với lại trắng. Chị nào lấy màu nào thì chốt giùm em nha, 215.000. Áo cao cấp giúp dâu. Ok chưa? Xanh đen với trắng nha, hàng siêu cấp giùm em nha. Áo Hồng Kông, thể thao Hồng Kông mẫu mới. Chị nào lấy mẫu nào, màu nào thì comment giúp em đi ta. Em đang mặc cái đầm hoa thì khoác lên nó cũng đỡ đỡ thôi. Chứ bây giờ khoác mặc quần jean, quần sọc chân váy hoặc là mặc đơn giản đồ tây, mọi người khoác mẫu này lên hơi bị đẹp luôn. Mặc đang mặc đầm hoa thì nó không hợp lòng, nhưng mà kệ đi, cũng đỡ, cũng đỡ đỡ. Rồi em lên mẫu tiếp nha mọi người. Chị nào lấy khoác chốt khoác. Giờ ai hỏi dâu mẫu nào mọi người hỏi em đi, em lên luôn. Chị nào giờ muốn coi mẫu nào mọi người comment cho dâu một cái, dâu lên cho mọi người coi nha. Em xem áo len nãy chị đăng Nguyễn Hiền, áo len nãy dâu đăng khoảng cỡ ngày mai có hàng nha. Mai dâu khui hàng để sỉ bốc đã, nếu mà còn số lượng thì chưa mai dâu like, nếu mà không còn số lượng thì chưa mai không like gái nha. Mẫu mới dâu đăng nay có túi nào nhỏ nhỏ xinh xinh không chị? Có nha, trắng á chị Phương Lan. Trắng là áo trắng đúng không chị Phương Lan? Em đọc được comment tới đây à, còn không kéo lên được nữa. Mình lấy khoác kaki nhé shop. À dạ em để chị rồi. Chị lấy áo trắng đúng không chị Phương Lan? Ủa, áo đẹp lắm chị ơi, nhận hàng bao ưng luôn. Nhận hàng cái áo bao ưng luôn. Túi nhỏ nhỏ xinh xinh, túi nhỏ xinh thì dâu có một con màu da đẹp. Em mua cho em hay là bữa nay kiếm mua cho mẹ em vậy? Ơi đầm hoa bữa nay nhiều mẫu xinh lắm chị Phương Lan ơi.
mà còn mấy chục ngàn. Hàng siêu cấp xịn sò luôn. Tuổi nhỏ nhỏ xinh xinh vô cỏ mã này nha. Con này là da thật 100% nha. Cái này là miếng xà cừ á. Màu này là dễ, siêu dễ phổ đồ luôn con này nè. Nói chung là rất là xịn. Ok chưa? Nè. Cốt kiết ở trong đây hết nè mọi người. Mạc da, dập logo nè, dây ngăn, dây kéo nè. Đó, cốt kiết ở trong đây hết nha cả nhà nha. Ok chưa? Em để con tuổi này 250 thôi. Da đẹp lắm mấy chị ơi. Có tuổi để điện thoại không dâu. Size cỡ này là nhỏ gọn nhất rồi đó. Size 20 là nhỏ gọn nhất nha. Dâu không có tuổi size 18. Dâu chỉ có tuổi size 20 là nhỏ gọn nhất rồi, nhỏ xíu à. Size 20 là một găng tay của mình là mọi người để điện thoại rồi, hoặc là nhiều khi để một hai cây son với hộp phấn là ok rồi. Nhiều ngăn cho mình luôn, một ngăn này, hai ngăn này, ba ngăn này, bốn ngăn cho dâu nha. Bốn ngăn giùm em nha cả nhà. Bốn ngăn giùm dâu nha mày chứ. Em để con này là 250 ngàn. Logo của nó nè, nó khắc vô luôn á. Nói chung là rất là xịn sò, da thật 100% cho em nha. Màu này thì dễ mang đồ nữa. Màu này là dễ phổ đồ. Cái này là xà cừ cho em nha cả nhà. Xịn sò luôn. Có một con màu nu nha. Chị nào lấy thì comment giúp dâu. Nu nu nu. Tuổi nu nha. Dâu để tuổi đó 250 ngàn. Da bao đẹp mấy tuổi đó. Người ta mọi người đi ra chỗ, mấy chỗ khác mua. Nếu mà có hộp là bàn cho mọi người 500-600 rồi nha. Kèm hộp là đã 500-600 rồi đó. Quần suông chị đang còn size L không chị? À, quần suông chị dâu đang size L. Chị dâu chị còn không? Còn size L còn một con màu nâu thôi được không em? Size L còn một cái nâu tây thôi. Màu đen chị dâu hết. Màu đen chị dâu hết nha. Dâu chỉ có màu nâu tây thôi được không gái? Rồi em tiếp nha. Chị nào hỏi dâu mẫu nào mọi người comment lên giùm em cái ha mấy chị ha. Em kiếm đen hết đen. Đen chỉ còn size XL. Nè. Bữa nay mấy cái đầm hoa này em nói cái đầm hoa như dâu mặt hoặc là mấy cái đầm này mọi người nhận hàng bao ưng. Bình thường các chị mua ở trên, ý là nó không phải là cái hàng mà hàng như hàng xưởng người ta may, không phải mấy chị nha. Chị nào mua đầm hoa thì dâu biết rồi. Ok chưa? Hàng xưởng thì nó sẽ may không chừa đường may, nó vắt sổ luôn. Còn hàng cao cấp, hàng chuẩn shop á thì lúc nào người ta cũng chừa đường may bự như vậy nè. Mọi người thấy không? Von lụa hết nên là nó rất là mịn. Siêu mịn, siêu rụng cho con này đẹp bá cháy luôn chị Phương Lan ơi. Xinh quá trời xinh luôn này. Con này size M mấy chị ơi, con này size M giúp em nha. Size M em để 95 ngàn. Không xịn như hàng 250 nha. Dâu đang nói rẻ nhất là 250 chứ mọi người ra ngoài mua 150, 160 em cam đoan không mua được mã này. Ok chưa? Nếu mà mua được mã này quay về đây em tặng luôn cho một cái. Ok chưa? Bạn con này 95 ngàn một con duy nhất size M nha mấy chị. Dài qua gối một con size duy nhất size M, không lỗi lầm gì hết nha. Dâu gom một lần nguyên shop nó vài ngàn hàng rồi mới có giá rẻ để bán cho mấy chị á. Chứ bình thường mấy mẫu này đi bốc sỉ đã hơn 100 ngàn rồi. Hoa nha, chị nào lại đầm hoa chốt đầm hoa giùm em. Hàng có dây kéo phía sau dễ mặc nha. Size M, chị nào lại đầm hoa chốt mã đầm hoa. Đầm hoa giúp em nha, để con này 95 ngàn. Đầm hoa để 95 ngàn. Để em vui nè. Ai hỏi dâu gì ta? Chị nào mới hỏi dâu mã nào mọi người comment lại giúp em một cái. Ai mới hỏi dâu gì comment lại giúp em một cái nhớ. Xét đùi không em? À, xét đùi hả? Xét như vậy được không chị? Nhà có một xét luôn nè. Thêu nha, cái này là thêu nha chị. Này muốn ốm hay gì á. Cái này là thêu nha. Áo nó, xét này là free size, nó co giãn nhiều á. 60 cân quay đầu vừa, 35 cân đổ lên 60 cân quay đổ về vừa, có túi luôn á. Có túi luôn nha, em có một xét à. Có một xét nha, xe xét này cho chị em mình 79 ngàn. Hàng Quảng Châu luôn nha, set đen 79 ngàn, một set duy nhất nha. Chị nào lấy thì comment giúp em mọi người. Theo giùm em nha, vải mát. Hàng Quảng Châu này một set duy nhất, chị nào lấy set đen chốt mã set đen giúp em. Theo set này 79 ngàn. Chị nào lấy set chốt set. Ai hỏi dâu cái gì mọi người cứ comment lên nha. Ok chị. Chị nào hỏi vô mã nào mọi người cứ comment lên giùm em nha mấy chị ơi.
Ôi, áo đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Bao chất xịn sò, trời ơi. Hàng may có gì kìa, nói chung là cái shop dâu gom á, nó đa số là hàng Tao Bao với hàng Quảng Châu với hàng Hồng Kông không. Một số ít như con này là hàng thiết kế cao cấp luôn, nó có may dây kẹo phía sau cho mình á. Nó có may dây kẹo phía sau nha, hàng cao cấp nó mới may như vậy nha mấy chị. Yên tâm là hàng xịn xịn cực xịn sò luôn, đường may nó chưa rất là bự cho mình. Vải mướt rượt luôn, vải siêu đẹp nha, không phải von đâu, hàng cao cấp cho em vải chèo ý á. Vải chèo ý nha mấy chị. Con này thì size tầm 50 55 56 cân đổ về vừa này cả nhà. 40 cân đổ lên 55 56 cân đổ về cho áo đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Áo đẹp quá trông anh ơi. Màu vàng ngoài sang lắm, không biết trên live mọi người nhìn ra màu vàng như thế nào á, cúc gỗ nha. Em bán con này cho mọi người 65. Hàng này đi lấy sỉ còn đã 101 120 rồi. Ok chưa? Chị nào lấy vàng chốt mã vàng giùm em nha, em để 65.000 thôi. Không xịn sò như hàng mấy chị mua 150 đừng lấy nha, trả về ra cho dâu. Ok chưa? Để con này cho mọi người 65.000 một cái duy nhất màu vàng vải chèo ý cao cấp nha. Hàng chèo ý cao cấp nha mấy chị. Bao nhăn, bao xù, bao nhão. Vàng cho Châu Ngân nè. Hết vàng rồi Trần Hà. Mọi người chịu khó coi like nha, chậm like say like giùm em. Chịu khó coi like nha, tại vì hàng lẻ mẫu lộn xộn nhưng mà khui cái nào ra là ưng cái đó à. Nè áo sọc nè. Trời ơi con sọc này là bao sang nha. Để Hà lấy con này nè Hà. Lấy con này nè, không sang trả về cho dâu nha. Dâu để 59.000 không xịn sò trả về cho dâu về cài cúc lại nha. Cái này nó chưa cắt hết khuy dâu không có cài được. Sang lắm, tay bồng nhẹ nhàng, vải đẹp luôn, tặng luôn 59.000 cho dâu mã sọc. Mã sọc nha, đẹp như mọi người đi may á. Tại vì hàng cao cấp á, hàng shop chứ không phải là hàng nè mọi người thấy chưa. Nè nó may nè, nó may 5 kim luôn cho mình á, chừa đường may bự cho mình luôn nha. Chứ hàng xưởng thì nó không có chừa đường may bự như vậy. Mấy chị nha, ok la chưa? Rồi cho dâu mã sọc nha, cổ vuông tay bồng giùm em, con này mặc đi chơi đi công sở được nè. Mặc thả mặc đóng thùng đều được nha. Này cài hàng cúc vô nó còn đẹp nữa. Ok chưa, chị nào lấy sọc chốt mã sọc nha, cho để sọc 59.000 thôi, bao xịn sò. Bao áo xịn sò nha, chị nào lấy sọc chốt mã sọc. Hết vàng rồi cả nhà, sọc nha, con này sang lắm nè. Chị nào lấy áo sọc chốt mã sọc giùm em nha. Bao xịn, bao xịn, chị nào lấy sọc chốt mã sọc. Mấy con này là chân ái luôn, vải mặc siêu siêu mát luôn, đúng không mấy chị? Đúng không? Áo sơ mi trắng form suông rộng rãi thoải mái nha. 49.000 ok la không? Nha, nè cho mấy chị coi nè, vải của nó là vải gọi là vải đuổi hả? Đây nè mấy chị, ok chưa? Hàng Quảng Châu cho em nha. Nè, hàng của La La, hàng Quảng Châu thương hiệu La La luôn á. Nó bán một áo này trời ơi nè. 370.000. Chị nào lấy thì comment cho dâu nha. Em bán 49.000, chị nào lấy sơ mi trắng với dâu mã sơ mi trắng một cái duy nhất nha. Một cái duy nhất có giá ở trên áo luôn, 370.000 giá ở trên áo. Rồi bạn con này 49.000 nha, một cái duy nhất, chị nào lấy sơ mi trắng chốt mã sơ mi trắng giùm em. Mọi người mặc đóng thùng, mặc suông, mặc khoác, mặc cột tà đều được nha. Muốn phối chị đi phối, sơ mi trắng thì dễ phối. Set vest bữa em comment chị để em một set M nha, ok gái. Set đó dâu còn set đó dâu còn hình như còn 1-2 set là hết rồi. Cho nên lấy một set nè. Rồi, tiếp mẫu. Ôi, áo thun chất đẹp lắm mấy chị ơi. Áo thun đen rộng thoải mái nha, mặc dấu quần, mặc suông hoặc là mặc đóng thùng đều được mà chất đẹp á, trơn đơn giản không có kiểu gì nhưng mà đẹp nha. Trơn đơn giản không có kiểu gì nhưng mà bao đẹp, bao xịn sò cho mấy chị nha, tự nhiên nó ngứa mũi chơi. 49.000 cho dâu mã đen. Ô, em nói áo đen trơn nhưng mà bao cho mọi người là vải đẹp giùm em nha, ở trong lô áo thun Hồng Kông á. Nó ở trong lô áo thun Hồng Kông cho dâu nha. Chị nào lấy đen chốt mã đen trơn đi, cái này mặc với quần ngố là chân ái luôn. Mặc với quần ngố, quần sọc, chân váy ngắn là chân ái luôn mấy chị. Ok chưa, mang giày thể thao rồi mang xăng đen gì đó, nói chung là dễ phối đồ mà. Đen trơn đơn giản nha, 35 cân tới 70 cân vừa. Form suông nha, 35 cân tới 70 cân bao mấy chị mặc đẹp nè. Ok, chị nào lấy đen chốt mã đen em để 49 ngàn. Đen 49, chị nào lấy đen chốt đen sơ mi mẫu đó giống hết rồi. Đen 49 nha, chị nào lấy áo đen chốt áo đen. Bao áo xịn sò mấy chị ơi. Nè một con sơ mi sọc này sang nhất nắp. Vải đẹp quá trời luôn. Toàn hàng shop á, tay phối nè mấy chị. Sang xỉu chưa? Bán con sơ mi này cho mọi người 59.000. Mày áo này nó bán toàn 200 mấy với 300 mấy cái không? Cái shop dâu gom toàn hàng cao cấp nó bán 200-300.000. Áo thun đã bán tới gần 200.000 một cái, đầm thun là bán hơn 200.000 một cái không á.
Hàng cao cấp không, cũng như áo này là bán hơn 200 ngàn rồi. Sang quá trời luôn mày chị ơi. Chị nào lại sọc chốt mã sơ mi sọc giùm em nha, để con này cho mày chị 59 ngàn. Để chưa bao giờ đi hàng cao cấp mà bán giá rẻ như vậy luôn. Sale cho mọi người giá siêu siêu rẻ. Mặc thả mặc đóng thùng đều được giùm em nha. Sọc giúp dâu nha, chị nào lấy sơ mi sọc chốt mã sọc này sang quá trời. Vải đẹp nha. Bao form bao vải đẹp nha. Đầm chị mặc còn màu nào nữa không? Có một cái à bé ơi. Chặn vô hết rồi bé Linh Nguyễn ơi. Nha, trời ơi, áo đẹp lắm luôn mấy chế. Để dâu tí nữa dâu mặc đậm thùng và đầm vô mặc có một cái. Vải đẹp yên tâm là chất với form đẹp nha. Cho bạn có 75 ngàn. Một cái duy nhất nha. 50 cân quay đầu. 50 cân quay đầu giùm em nha, để form đẹp cho dâu nha. Nói chung là cái chất cái form của nó sừng sò từ cái đường may rồi cả nhà ơi. Nó sừng sò từ cái đường may cả nhà yên tâm nha. Sơ mi cho bé Triết Minh nè. Bao sang bao xịn. 59 ngàn. Đầm vô mặt một cái duy nhất ạ. Này là hàng shop người ta thanh lý trả mặt bằng rồi nên là đâu có màu với size đâu. Có một cái như dâu đang mặc thôi à. Dứt đi. Để em đi ok. Rồi. Dâu qua mẫu dâu sẽ mặc một cái mẫu rớt coi. Dâu sẽ mặc một cái rớt vai cho chị em mình. Đừng hỏi dâu có để lại mặt hay không nha, chắc chắn là có vì dâu đang không thích nó bẹt vai và rớt vai lắm. Dạo này ghiền cái form rớt vai với bẹt vai. Tên 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 tên. Chờ em xíu xíu. Cho đầm hoa 75 ngàn, nhận hàng bao ưng luôn bé ơi. Hàng xịn mà, lót hai lớp nha. Đường may chất form vải rồi đường may rồi bao xuất sắc, bao ưng ý. Nó là chất bon lụa nên là nó rất là mịn mịn mát nha, chứ nó không phải là vải poly hay cái gì nóng nóng khô khô đâu. Cái mẫu vô đang mặc là nhiều màu cho mọi người lựa luôn á, bốn màu luôn á. Màu nu, màu hồng, màu xanh dương và lại màu xanh vô mặt là màu xanh xanh cổ vịt. Đây. Đẹp không? Áo đẹp lắm nha, bán có mấy chục ngàn trời ơi. Size từ 35 40 cân tới 65 cân luôn á cả nhà. Thoải mái nha, rớt vai và mặc rất rất là thoải mái giùm em. Mặc quần sọt, chân váy rồi là quần tây, quần jean các kiểu đều ok la nha cả nhà nha. Xin nhông, trời ơi em nói em đọc giá con này cho mày chị hết hồn nè. Em cho bạn màu cho mày chị coi nha. Trời ơi, áo đẹp lắm chị ơi. Dâu còn mặc tới hai màu luôn mày chế. Nó gian mất lục. Em bạn con này cho mày chị em mình nha. 75 ngàn. Bao giá toàn Facebook cho em luôn. Ok chưa, hàng xịn sò cho dâu hết nha mẹ chị. Coi nè, đẹp không? Dâu có màu trắng nha, màu trắng, màu hồng. Con này là màu xanh coban. Màu dâu đang mặc là màu xanh cổ vịt với lại màu nu. 5 màu cho em nha. Bao vải mướt rượt luôn, mát cực kỳ. Ok chưa cả nhà, mướt rượt luôn nha. Form đẹp nữa chứ. Form đẹp, chất đẹp giùm em nha mẹ chị. 5 màu, chị nào lấy màu nào thì comment giùm em đi, màu nào cũng đẹp hết. 75 ngàn thôi. Bán 75 ngàn áo này, 5 màu. 5 màu, 5 màu, chị nào muốn coi màu nào thì nói em cui ra cho coi. Siêu xịn sò. Mình Mỹ, chị nhớ cái mạc này không? Cái mạc này là 2-3 năm trước mà em hay đi hàng công sở tay dài, tay ngắn, hàng cao cấp á. Sỉ toàn bốc vô 100-200 ba. Thì nó đồng giá, cứ có mạc này là bốc vô 100-200 ba. Bữa nay cái shop này nó trả mặt bằng. Mới ôm được cái lô này bán cho mọi người mấy chục á. Hàng xịn kinh khủng, xịn sò luôn. Áo vô mặt là bốn màu nha. Hồng. Đây phem màu hồng, siêu mềm siêu mướt, form đẹp nữa, trẻ nữa, bốn màu nha, năm màu luôn, hồng trắng nu xanh cổ vịt với lại xanh coban, năm màu nha, màu hồng đây này gái.
Cái này mọi người mặc được hai kiểu luôn á. Mọi người mặc dây như vậy này hoặc là mọi người mặc rớt vai như em đều được. Mặc dây hoặc là mặc rớt vai đều được nha. Mặc dây hoặc là mặc rớt vai đều được nha cả nhà. Hàng họ Quảng Châu cao cấp cho em. Mặc dây mặc rớt vai đều được nha. Bình thường em là em hay cài một cái tag vô đây nè. Bữa nay quên. Bình thường em mặc là em hay cài một cái tag vô đây nè. Đều hoặc không đeo dây chuyền. Đeo dây chuyền thì khỏi cài. Hồng cho chị Hồng nhẹ ok nè. Em đeo dây chuyền thì em khỏi cài. Em không đeo dây chuyền thì em hay cài. Hồng chị bất kỳ cái. Hồng luôn màu nào cũng đẹp mấy chị ơi. Màu nào cũng đẹp mà vải nó mịn cực kỳ. Vải mịn cực kỳ luôn nha. 75 ngàn giúp em nè. Chị nào lấy màu nào chốt nha. Trắng, nu, hồng, xanh cổ vịt với lại xanh coban. Thấy em không gì dâu thật không thấy. Không thấy em chốt màu gì hả bé. Dâu không thấy em luôn á. Ủa nãy giờ em hỏi gì dâu cái gì hả bé Linh. Nãy giờ hỏi gì dâu cái gì không. Dâu không thấy luôn á. Bây giờ thầy em hỏi gì dâu mời thầy em nè. Em hỏi chị dâu cái gì hả? Comment lại chị dâu coi thử thấy không gái. Comment lại giúp chị dâu coi chị dâu thấy không. Con này sang nha. Lụa Nhật. Một em lụa chổi mướt. Châu Ngân ơi giúp con này nha. Con này sang lắm. Con này mặc lệch vai á. Con siêu sang. Sang. Mấy chị ơi trời nè. Đó. Nó không có mặc hở vậy được đâu nha cả nhà. Đó mặc cổ lệch một bên vậy đó. Lụa Nhật giùm em luôn. Siêu phẩm luôn xịn sò nha cả nhà. Lụa Nhật sịn sò giùm em nha, mặc đóng thùng vô là hết sảy con bà bảy tặng luôn 75 ngàn. Lụa Nhật em đi lấy hàng là lấy vô 100-120 là rẻ nhất luôn á, nó gian mất lộc luôn á. 75 ngàn vô mã trắng giùm em nha. Ôi cái cổ này nó sang nhất nách luôn mà chị thấy không? Đó, nó mặc lệch vai một bên như vậy nè. Mặc lệch vai như vậy giùm em một bên nha. Cái vô mã trắng đi cả nhà, lụa trắng nha 75 ngàn. Lụa Nhật nha, cực đỉnh luôn, siêu sịn sò, hàng có dây kéo bên hông nữa. Hàng có dây kéo giùm em nha, chị nào lấy lụa trắng chốt mã lụa trắng. 56 cân đổ về. Cao thì 60 cân. Còn bình thường khoảng 56, 57 cân quay đầu nha. Em để con này 75 ngàn. Chưa bao giờ mà bán lụa Nhật 77 mấy ngàn luôn. Đi hốt hàng shop thì mới có giá này để bán cho mọi người thôi. Bình thường em lấy sơ mi trắng 4A hết rồi. Hết rồi nha, áo sơ mi trắng đó của người khác chốt rồi. Hình như là nó có màu gì nữa, chờ dấu tí coi. Nè xanh nè. Áo xanh nha. Form rộng rãi thoải mái này, áo này mọi người mặc đóng thùng mặc thả đều được. Sao tự nhiên tụt view vậy mấy chị ơi? Sao tự nhiên tụt view vậy? Chấm view share livestream đẩy view lên giùm em nha. Xanh nha, để con này cho mọi người 45 ngàn. Một cái nha, free size luôn, 60 cân quay đầu. Form này hơi bị đẹp nè. Mặc thả mặc đóng thùng đều được, nó là vạt bầu nha, cổ V. Cổ V vạt bầu nha, bạn con này cho mọi người 45 ngàn thôi, một cái nha. Một cái duy nhất, hàng Quảng Châu luôn. Chị nào lấy áo xanh chốt áo xanh giúp em. Xanh 45 nha. Xanh 45, chị nào lấy xanh chốt xanh. Nè, sơ mi đen nè. Cực đẹp luôn nè, bé Linh Nguyễn. Em nói với áo đen đơn giản mà nó bán hơn 200 rồi cả nhà. Vải đẹp nha, vải đẹp với form đẹp nè. Free size cho dâu nha. Đơn giản mà bán hơn 200 á. Em bán đen cho mọi người 75 ngàn. Không xịn sò trả về cho em. Ok chưa? Không xịn, không form không đẹp, chất không đẹp mọi người trả về cho dâu nha. Chất đẹp lắm, form đẹp, cầm áo nặng tay đáng đồng tiền cực kỳ luôn. 75 ngàn chị nào lấy sơ mi đen chốt cho dâu mã sơ mi đen đi. Sơ mi đen nha, đen hoặc là sơ mi đen. Dâu để con này cho mọi người 75 ngàn thôi. Cầm áo nặng tay chất mướt lắm luôn. Sang nữa. Hôm bữa lai em để con này màu trắng y như vậy mà màu trắng em để mặc rồi. Tại vì sơ mi đen nhiều, trắng chưa mặc được mà đẹp quá rẻ nữa phải để dành á. Ok chưa? Chị nào lấy đen chốt mã đen giúp em nha. Không sịn sò, không lấy tiền em lấy trắng 75 ok gái. Sơ mi đen nha, chị nào lấy cho dâu mã sơ mi đen. Không sịn sò, em tặng cả nhà luôn, danh dự. Không sịn sò so với giá 75 ngàn dâu tặng mọi người luôn nha. Form đẹp, chất đẹp cho dâu. Chị nào lấy sơ mi đen chốt mã sơ mi đen giùm em. Áo kiểu, ai hỏi cái gì mọi người hỏi em nha, quần jean hả? Quần jean nhưng mà size M chắc không có quá. V
jean dài size M ở đây chắc giờ hết rồi, giờ chỉ có size lớn là L thì còn size L, XL, 2XL, 3XL. Chữ jean size M là vô hết. Để lên nghỉ nè. Em có size đẹp nè. Ôi đầm hoa hồi chưa vô mặt like còn sót một cái này cả nhà. Hồi chưa đầm hoa vô mặt like mạng này đẹp lắm. Em bán tặng cho mọi người có 99 ngàn thôi nha. Đầm siêu cấp xịn sò, form suông dài tới mắt cả chân á. Hàng có dây kéo hẳn hoi cho mình nha. Hàng may hai lớp có dây kéo. Này mọi người coi hàng cao cấp. Lúc nào nói chung là cầm cái đầm vô là thấy hàng xịn sò liền luôn. Hồi chưa vô mặt like đó. Em tưởng có hai cái vô, để một cái vô mặt rồi. Bây giờ còn lòi thêm cái đi nữa nè, ở trong cọc này nè. Chị nào lấy thì comment cho dâu nha. Bao xinh luôn, đầm hoa suông. Mọi người có thể thắt một cái dây bao vô eo cũng được nữa. Còn không mọi người mặc suông suông nhẹ nhẹ thì dưới là có đuôi cái nha. Chị em nói là cái chất nó đẹp lắm mấy chị ơi. Nó mướt rượt luôn á, nó tại vì nó là von lụa nha, nên là nó rất là mềm, rất là rũ luôn. Mát giùm em nha. Đầm hoa nha, hồi chưa vô mặt like rồi bạn mọi người 99 ngàn. Ai mới hỏi vô test đây, có test nha. Có test luôn. Size L, giờ chị vô coi. Nè, em nói chị nào mà mua mấy cái set này, set Hồng Kông á, bao xịn sò nha, chất mướt rượt luôn. Mặc nguyên set, tắt set ok la giùm em nha. Co giãn thoải mái, free size luôn mới ghê nè. Vải nặng tay mà mát lắm luôn á, gân Hồng Kông giùm dâu nha, cực xịn sò. Chị thấy chưa, hàng cao cấp là nó may không lỗi luôn á, mày chỉ biết sao không? Đây nha, đó, đó mọi người thấy không? Mọi người cứ nghĩ là một miếng vải chứ mọi người không nghĩ là nó có đường may ở giữa đúng không? Thường mà hàng Việt Nam lên là nó sẽ bị lật. May là nó bị lật bên cao bên thấp đúng không? Còn này mọi người coi hàng cao cấp nó may là không lật một chỗ luôn á. Ok chưa? Hai mảnh vải ghép với nhau mà nó không lật, cả trước cả sau đều không lật. Hàng cao cấp là nó như vậy nha mọi người thấy chưa? Còn bình thường mọi người mua là nó lật bên cao bên thấp, nó lật nhau hoàn toàn đúng không? Còn này là hàng nó may rất là đều luôn. Ok chưa cả nhà đó? Nè, toàn là bốn mảnh vải ghép với nhau mà cái quần này là bốn mảnh vải ghép với nhau. Mảnh nào ghép với nhau là vừa y mảnh đó luôn. Hàng cao cấp là nó may như vậy giùm em nha. Ok chưa, Frisa nha, co giãn thoải mái. Mấy chị 35 cân tới 60 cân em bao mà chị mặc ok la hết. Ok nha, bán set này cho cả nhà nha, 79 ngàn. Rẻ chưa, mấy set này ra ngoài mua hơn 200 rồi. Hơn 300 chứ. Bao sừng sò luôn mấy chị, 60 cân quay đầu mặc đẹp cho em. Gân nha, siêu mịn luôn. Mịn mát sừng sò hơn cả thun bình thường nữa. Thun bình thường đẹp đẹp mà em like á. Nha, gân này sừng hơn nữa nè mấy chị. Set cho chị rồng nè. Sừng dễ mang luôn. Em mua mặt hay em mua cho người ta vậy bé Linh? Em có set này cao cấp nè. Size M. Set này size M. Ô chị nào mua lẻ em bán lẻ luôn á. Nè mọi người coi nè. Ô đẹp lắm Châu Ngân ơi, dứt set này đi ha. Set này nó bán chắc hơn 300 một set rồi. Đường may rất là đẹp luôn á. Nhìn hàng cúc là thấy xịn sò rồi. Có kèm đệm ngực cho em nha, size M nha cả nhà. Hàng xịn sò cho dâu có kèm đệm ngực. Form đẹp dã man luôn, form về chất đẹp dã man sừng sò luôn nè. Quần lưng cao nói chung là form bao đẹp giùm em nha cả nhà. Form bao đẹp bao sừng sò giúp dâu nè. May hai lớp hết nha. May hai lớp hết. Nè, đây là cái quần của nó nè. Đó, nó sẽ có cái túi, ý là nó sẽ có cái lưng kiểu vậy nè cả nhà. Ok chưa? Em bán set này cho mọi người luôn nha, 79 ngàn. 79 ngàn ra ngoài chưa thể nào mua được một cái quần hoặc là mua được một cái áo luôn á. Bán nguyên set 79 ngàn, một set size M duy nhất nha. Một set size M duy nhất, chị nào nhanh tay là chị đó sướng. Em nói về treo trong tủ đồ nhìn còn sướng nữa, nó đẹp lắm. Vải sừng sò dày dặn nặng tay, may hai lớp cho em. Set đỏ nha, chị nào lấy set đỏ chốt mã set đỏ. Ok chưa, size M nha. Size M, size M. Chị nào lấy set đỏ chốt set đỏ, em để 79 ngàn luôn. Hàng cao cấp. Mà bán hơn 300 ngàn set này rồi. Chị nào lấy set đỏ chốt set đỏ giúp em nha. Ok chị Thùy. Ủa set đỏ cho chị, cho Nguyễn Tuyền. Em hết set rồi chị ơi. Cái này hình như nó có lẻ một hai cái quần á. Chị lấy quần lẻ không? Bé Tuyền 79 ngàn hết rồi thì lên. Bé Tuyền nó chốt trước rồi. Trời ơi con quỷ hả, Thùy Lê này, cái lộn Thùy Lê kia. Đầm nè, đầm nè. Cái đồ lẻ lẻ nhiều mẫu đẹp ác liệt luôn mà giờ kiếm chưa ra, mọi người chờ em tí nha. Chịu khó ngồi sang like, quần với chân váy trong đây nhiều mẫu đẹp lắm. Áo sơ mi trắng nè, một con sơ mi trắng bao đẹp nè.
thoát nước. Tôi còn pha nước. Nước này đi. Em muốn miếng nước á. Nước lọc nó không có đã hết trời. Này anh cho cố vô vừa tắt nước này. À vậy xét ra để cho Thùy. Sao không vừa xét này vừa chứ vậy, bà Thùy có xét này nha Thùy ơi. Mày chốt xét sọc thì dâu không biết luôn á. Hết xét sọc rồi. Bữa nay lên kỳ vậy hả bé Tuyền? Áo sơ mi trắng nha bạn, nhưng mà chị áo này bao nhiêu được, trời ơi 49 ngàn đi ha, rẻ đẹp xịn luôn. Rẻ đẹp xịn nè, mày giúp công Thùy nha, mặc thả mặc đóng thùng gì đều được nha, chứ dâu mã sơ mi trắng đi để 49 ngàn. Sơ mi trắng để 49 ngàn một bé nha, vải kaki. Chị nào lấy thì comment nha. Nhưng mà không nhăn đâu, yên tâm. Ok chưa, chị nào lấy sơ mi trắng, chốt sơ mi trắng này 49 ngàn có một cái. Sơ mi trắng 49 ngàn, chị nào lấy sơ mi chốt sơ mi nha. Sơ mi trắng để 49 ngàn. Trắng với chị rồng này. Rồi em tiếp mẫu. Cuối cục này đi, cuối cục này cục quần đi. Quần với chân váy. Con này có lót quần nè, free size nha. 35 cân đổ lên, 60 cân quay đầu. Tặng luôn con này cho mấy chị nha, 49 ngàn. Nhũ. Ok chưa, co dạng thoải mái, có dây rút giùm em nha, có quần phía trong. Rồi, 35 cân đổ lên, 60 cân quay đầu là mấy chị mặc vừa, 65 cân quay đầu vừa luôn. Nha, co dạng thoải mái, có dây rút eo này mấy chị. Chị nào lấy chân váy vô mã chân váy nha. Chân váy Hồng Kông á, em để con này 49 ngàn. Chân váy 49 ngàn giùm dâu nha. Chị nào lấy thì comment cho em. Chân váy sọc 49 ngàn nha mọi người. Đây, chân váy sọc 49 ngàn có lót quần. Chị nào lấy chân váy sọc chốt cho dâu mã chân váy sọc. Chốt cho em mã sọc. Mã chân váy sọc để 49 ngàn. 49 ngàn, chị nào lấy chân váy sọc chốt mã chân váy sọc. Đây là một em quần ngố. Ở trong cái lô này nè, hàng shop này là nó bán. Nó có nhiều quần đẹp lắm cả nhà. Quần nào cũng may lưng cao nha. Quần dài, quần ngắn gì cũng may lưng cao. Form đẹp dễ mang, vô rước mấy cái vô mặc tập thể dục đúng không? Co dạng thoải mái nha, 5-6 cân quay đầu rồi em nói vải đẹp lắm mấy chị ơi. Người lớn trẻ con mặc được nha, lưng cao, có túi. Hàng shop nó may là túi nó may sâu lắm, với lại vải đẹp nữa nè. Chứ không phải là như hàng xưởng nó may rồi vải nó dễ tưa xong là túi nó may ngắn cũn rồi nó bị nhăn hoặc là bị sao ở trên đây, không hề có luôn á. Đường may bao đẹp cho mình luôn nha, không hề bị nhăn, không hề là mọi người mình mặc lên cái là miếng trong đây nó bị nhăn nhăn hoặc là ở ngoài đây nó bị nhăn nhăn, không bao giờ có, không có một cái quần nào bị luôn á. Em bán quần này 39 ngàn luôn nè, một cái duy nhất cho mã quần sọc nha, 5-6 cân quay đầu, 35 cân đổ lên, 5-6 cân đổ về bao vừa nha, vải đẹp luôn cho em, vải đẹp giùm dâu nha, người lớn trẻ con đều mặc được. Mọi người thấy form nè, lưng cao, không có bị nhăn bị gì hết trơn á. Nói chung là nhận cái quần bao ưng ý luôn cả nhà, 39 ngàn nha. Chị nào lấy đi vô mã quần sọc, em để quần sọc này 39 ngàn. Người lớn trẻ con đều mặc được nha, mặc đi chơi, mặc ở nhà, mặc ngủ, nói chung là phối thoải mái hết nha, mặc đi tập thể dục đều được nữa. Chị nào lấy quần ngủ ai quần sọc chốt mã quần sọc giùm em cái. Quần sọc chị nào lấy quần sọc chốt mã quần sọc. Đây là gì đây? Đây là quần phối beo nha. Con này là size rộng rãi thoải mái luôn này mấy chế. Ok chưa? 70 cân quay đầu vừa luôn á. 40 cân đổ lên, 70 cân đổ về vừa. Vải nó là vải gì trời? Không biết gọi là vải gì, nói chung là đẹp thôi, không biết gọi là vải gì. Ok chưa? Con này là lụa nè. Con này cũng là một dạng lụa gì đó em không biết luôn á. Rồi cho vô mã quần đen nha, để con này mọi người 29 ngàn. Quần đen cho em hàng đẹp nha. Tự nhiên cái áo nó không có, áo nó chắc là người ta làm rớt đi đâu á, không thể áo, thấy có mỗi quần thôi, để 29 ngàn. Có túi luôn, form rộng rãi, thoải mái, đẹp cho em nha. Mặc ngủ, mặc ở nhà mặc ngủ nha. Vải đẹp, không phải von đâu, vải xịn hơn von nhiều. Chị nào lấy quần 29 chốt mã quần 29. Thì hello chị Thanh Lam. Quần đen nè. Rồi,
Hôm bữa ai chốt cái quần này mà vô kêu hết ta. Bây giờ lòi ra đây một cái quần sọc này. Ôi, người lớn trẻ con mặc ok la hết á mẹ chị ơi. 55 năm. Rồi, thôi để em mặc luôn đi. Chưa có cái nào sọc. Nè mẹ chị ơi, quần đẹp dã man. Quần xịn sò, siêu xịn sò, quần này là quần suông đứng, quần dài, quần suông đứng bao form bao chất đẹp cho chị em mình, nó là quần nâu nha. Quần suông đứng, quần nâu cho em nha. Co giãn thoải mái luôn mấy chế, 60 cân quay đầu. Ok chưa? 35 40 cân đổ lên 60 cân quay đầu, co giãn nhiều, nó là suông đứng, suông vừa thôi, không suông rộng. Form đẹp quá, em đã bán cái quần 49.000 mà chị nhận hàng là bao ưng. Bao ưng nha, ưng giá này, ưng chất này, ưng luôn cả form quần. 49.000 chị nào lấy quần sọc nâu chốt mã quần sọc nâu giùm em nha. Sọc nâu mấy chị ơi. Quần ống suông nha, mà vải lạ lùng lắm, nó không phải là vải thun bình thường nữa, em không biết nó gọi là vải gì nữa. Nói chung là vải đẹp lắm á mấy chị. Nè coi vải nè. Mướt rượt luôn, không nhăn nha. Không nhăn luôn á. Chị nào lấy thì comment cho dâu nha. Quần sọc nâu 49.000. Sọc nâu 49 giúp em. Xong rồi em sẽ phun qua lô đầm hoặc cọc đầm hoặc là cọc áo. Quần sọc nha, chị nào lấy quần sọc chốt mã quần sọc. Trong này là gì đây? Áo. Trời ơi, áo Hồng Kông này mấy chị. Em nói là vải lạ lùng luôn. Vải gân gì cũng lạ luôn, không có giống như mấy cái gân kia nữa. Trời ơi, áo này nó phối tới 3-4 chất vải luôn á cả nhà. Cái do mã trắng nha, áo Hồng Kông em nói đỉnh cực. Xịn hơn cả len nữa, bình thường len là đã đẹp rồi, con này còn xịn hơn len nữa, không biết gọi là vải gì luôn á. Một con duy nhất nha, sang chưa? Chị nào lấy trắng chốt trắng em để 65.000. Tôi nhận hàng chắc té xỉu. Áo này ra ngoài mua 250 vẫn còn rẻ. Chết gì không biết luôn. Con này mua 250 vẫn còn thể rẻ luôn. Bán 65.000 chị nào lấy trắng chốt trắng nha, free size. Áo này mặc thả mặc đóng thùng form đều được này, tại vì phía dưới nó có bo. Chị nào lấy thì comment nha, mã trắng trắng có đá. Siêu sang luôn, chị nào lấy trắng chốt mã trắng hello Thảo. Em nói áo này mọi người ra ngoài mua 250 vẫn còn thể rẻ luôn đó. Không phải thun nha cả nhà, cũng không phải len luôn, chất gì lạ lùng luôn, hàng Hồng Kông nha. 250 vẫn còn thể rẻ cái áo này á. Chị nào lấy trắng chốt mã trắng giúp em nha. Trắng 65.000. Một cái duy nhất nha, để 65.000. Chị nào lấy thì comment giùm em. Áo này vô có hai màu nè. Con này có màu trắng với lại màu nâu. Áo thun Hồng Kông. Trắng đây à. Không ở trong cái lô Hồng Kông đây. Mình chẳng thích bán rồi gì ta. Áo theo nha, nó là cô tông hai da nha cả nhà. Cô tông hai da nó là màu gạch á, màu nâu gạch. Chị nào lấy cái dao con này là mã nâu nha, em để áo này 49.000, bao đẹp. Bao xịn sò nha mấy chị ơi, hàng cô tông hai da giúp em. Lâu lâu mới có một cái bốc nguyên shop là nó gần 2.000 hàng á, cái shop vô gom là gần 2.000 hàng. Cái shop mà chuyên nhiều hàng Hồng Kông mà nó được có 3-4 cái cô tông hai da thôi. Nha, chị nào lấy thì comment cho dâu, cái hình này là hình theo nha. Rồi cho dâu mã gạch đi để 49.000. Người lớn trẻ con đều mặc được, áo thun dễ mặc dễ phối. Chị nào lấy quần sọc cho chị Rồng. Chị nào lấy thì comment cho em nha. Quần sọc là quần nâu đúng không chị? Ủa sao bây giờ em mới thấy chị chốt ta? Mà em chậm hay mà chị chậm vậy? Áo nha, chị nào lấy áo gạch chốt mà áo gạch giùm em. Con này là đầm sọc nè. Đầm sọc đây nè. Xịn sò nữa. 65.000 nha. Đầm sọc giúp em nha, hàng Quảng Châu cao cấp mà chị ơi, đầm phong suông. Đầm suông nha, người lớn trẻ con đều mặc được. Bữa giờ em like cũng được mấy chục cái đầm suông như vậy ha, nhưng mà hết á, còn có một cái cuối cùng màu này luôn nè. Mấy hôm có màu trắng rồi màu xanh đen. Bữa nay có màu xanh này. Đẹp quá, 65.000 bao xịn sò nha. Vải mịn, nói chung là yên tâm, cái đầm Quảng Châu, cái đầm Việt, đầm Thái. Không phải là vải Thái, nó là vải cô tông thôi nha. Vải Thái là nó mịn, nó dày, nó nặng tay, nó mướt. Còn vải cô tông hàng Việt Nam, hàng xưởng lên, mấy đứa hot girl là hay bán là vải poly, cô tông poly nó nặng tay nhưng mà nó không có mịn, không có mướt.
nha. Còn này là hàng cô tông, hàng của Quảng Châu, yên tâm đẹp nha, 65.000. Em còn có một cái nè, chị nào lại đầm sọc chốt mã đầm sọc giùm em đầm cỏ nón nha. Mấy cái mã như vậy thì người lớn trẻ con đều mang được nè. Mấy bé khoảng cỡ 3 mấy 35 cân đổ lên, cỡ 11 12 tuổi là mặc ok la rồi mấy chị nha. Có nón vải đẹp giùm em nha, tầm ngang gối form suông, hàng xịn cho dâu nè. Ok chưa mấy chị? Bạn con này 65.000, chị nào lấy cho dâu mã đầm sọc. Đầm sọc nha, đầm sọc 65.000. Đầm sọc 65 nha, một cái thôi, chị nào lấy đầm sọc chốt mã đầm sọc. Áo này áo sang, áo Hồng Kông. Áo này là áo sang nha cả nhà, áo siêu siêu sang luôn, vải mướt ghê luôn. Em bán 75.000 con này. Hàng Hồng Kông sang lắm, là bán áo 300-400.000 luôn á. Mọi thấy không? Hàng Hồng Kông nha. Cho dâu con này là mã đen sọc đi. Đen sọc. Ôi, sang nhức nách, em bán 75.000 con này nha mày chế. 75.000 áo này nha. Chị nào lấy cho dâu mã đen sọc đi. Hôm bữa cái cọc kia khui được một cái mà mấy chị chốt luôn á. Bữa nay khui cái cọc này thì lại thấy nó lẫn vô đây được một cái nữa. Rồi đen sọc nha, chị nào lấy đen sọc chốt, đen sọc áo Hồng Kông cao cấp luôn, 75.000. Một cái duy nhất nha. Hết rồi đó. Tại vì cái lô này em khui gần hết rồi. Hôm bữa mời bạn là khui mấy cọc đầu tiên là thấy được một cái. Bữa nay cái lô này gần hết rồi. Bán bữa giờ gần hết rồi. Chị nào lấy thì cho dâu mã đen sọc nha, đen sọc 75.000 áo Hồng Kông. Mạc của nó này nè chị, nói chung là hàng xịn sò luôn cho em. Hàng xịn sò cho dâu nghe, chị nào lấy thì chốt giúp em. Con này là vải gì ta? Nè mấy chị coi form quần đẹp chưa này. Em nói chứ trời ơi mấy chị ơi, nhận cái quần form quần bao ưng ý luôn cho em nha. Co giãn thoải mái nha, 60 cân quay đầu vừa. Form quần của nó là dạng baggy á, mấy chị thấy chưa? Form quần của nó là dạng form quần thể thao baggy này, mấy chị mặc đi chơi, đi tập thể dục rồi mặc ở nhà, mặc ngủ gì tùy ý mấy chị phối nha. Cho dâu con này là mã quần đen đi, em để quần này 59.000. Quần đen 59.000 bao đẹp nha, mấy chị thấy chưa? Thấy quần baggy form đẹp chưa? Quần vải thun nha, thun dày nặng tay mịn, form đẹp cho em nha. Rồi quần đen 59.000 một cái, chị nào lấy cho dâu mã quần đen. Quần đen 59.000. Quần đen 59, chị nào lấy quần đen chốt mã quần đen. Còn thấy dâu không chậm like lên giùm em nha cả nhà. Bữa nay dâu like trễ, 9 giờ mấy mới like. Bây giờ mấy giờ đây? Rồi cho dâu mã này là quần màu nha. Ôi đẹp quá, 60 cân quay đầu. Vải xịn sò luôn, hàng Quảng Châu đi, vải kaki mịn dày mịn cho mình nha. Bạn quần này cho mọi người 39.000 đi. Ok chưa, bao quần đẹp nè. Dạng quần chỉnh tất á, quần chỉnh tất nha, quần để mọi người mặc đi biển rồi nè. Form đẹp xỉu luôn. Em nói như mấy chị ơi, cầm cái quần đẹp lắm luôn á. Hàng Quảng Châu nó may lúc nào vải cũng đẹp rồi. Vải đẹp lắm luôn nha. Vải kaki mướt mượt mượt luôn á. 39.000 một cái thôi, free size nha. 35 cân tới cỡ 57 cân á. Chị nào lấy quần cho dâu mã quần màu đi. Để quần màu 39.000. Quần màu 39, chị nào lấy quần màu chốt mã quần màu. Hình như là mọi người không có thích quần thì phải. Lai lộn xộn quần, quần nãy giờ mà không ai nói năng tiếng nào luôn. Không thích quần vậy like qua cái khác nha. Đúng không? Bây giờ tôi like quần mà mấy bà im ru 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 không nói tiếng nào luôn. Đầm áo túi. Ai muốn coi mã nào thì comment lên cho dâu. Chân váy áo kiểu. Ôi giời té té. Rồi một em màu tím nha. Rồi bán luôn 49.000 Boris cao cấp đây. Tím tay dài xoắn ngực. Chị nào lấy tím chốt tím nha. Để con này 49.000 coi dạng thoải mái. Vải đẹp cho em. Vô mặc đồ vô hay đóng thùng ghê. Vô mặc đồ vô đóng thùng vô mới thấy vô cao được. Tím nha, vải đẹp lắm luôn. Mấy chế coi dạng thoải mái giùm em nha. Chết mượt luôn nè. Chị nào lấy tím chốt tím nha, để 49.000 bao đẹp luôn á. Mặc cái quần, mọi người mặc quần hoặc chân váy màu trắng lên nó hợp với màu tím, nó còn trẻ còn đẹp nữa. Chị nào lấy tím chốt tím nha, một con màu tím duy nhất 49.000. Chị nào lấy tím chốt mã tím. Chân váy áo, con này là chân váy màu hồng nè. Hàng xịn sò cho em luôn nè mấy chế. Hàng xịn sò free size nha, 40 cân tới 70 cân.
trên bày đây này, chỗ màu lên ngọt chưa, vừa định sai nha cả nhà, đó form đẹp cho em nha, form bao đẹp dùm dâu luôn nha mấy chế, ok chưa. Ở phía trên đây mọi người có thể đóng thùng hoặc thả đều được, mặc với áo bra, áo crop top, áo dây gì đều được hết nha. Ba lô nam không mày đựng được laptop hả? Ba lô nam đựng được laptop không có rồi, còn có một cái ba lô này thôi à, còn có một cái ba lô này thì đựng được laptop rồi, nam nữ đều mang được, học sinh rồi mang được hết, vải đẹp luôn. Còn có một cái 135.000 hàng Quảng Châu hết rồi, ba lô bán hết sạch, mấy cái này là đựng được laptop thoải mái đồ không anh, cái này là đựng được laptop đúng không chồng? Mấy đứa học sinh nó mua nhiều hết sạch luôn, còn đúng có một cái cuối cùng. Vải kaki dày dặn nha, xịn sò luôn, đựng đồ thoải mái luôn, đi du lịch 2-3 ngày mang khoảng 5-6 bộ đồ là mang được. Vô còn có một cái này hả gái ơi, ba lô còn có một cái cuối cùng luôn, hết sạch không còn cái nào. Hết sạch sành xanh không còn cái nào nha. 135.000 còn có một cái cuối. Chân váy may hai lớp. Xỉu luôn á mấy chị. Chân váy may kỹ càng á, mọi người thấy chưa? Chân váy may rất là kỹ, hàng cao cấp nó may rất rất là đẹp giùm em nha. 40 cân tới 65 70 cân vừa luôn, nó co giãn nhiều á. Nó may trên váy xòe. Thấy chưa mấy chị? Em bán con này cho cả nhà nha, 59.000 thôi. 59.000 một con chân váy, mấy chị tưởng tượng coi, mua hàng này là mấy chị mua 150 đổ về không có, chân váy không á, cam đoan luôn này. Cam đoan luôn, mấy chị mua chân váy này 150 đổ về là cam đoan không có luôn á. Em bán 59.000 nha, chị nào lấy chân váy hồng chốt chân váy hồng giùm em. Này mặc thêm áo màu trắng nữa thì xin khỏi bàn luôn. Chân váy hồng nha, chị nào lấy chân váy hồng chốt mã chân váy hồng. Em để 59.000 thôi. Con này là màu kem á, con này là màu trắng sữa, trắng kem á. Màu đen hết rồi, hết sạch không còn con nào rồi. Hết sạch xanh xanh không còn cái nào. Rồi. Chắc là nghỉ like hết mấy cái này xong là nghỉ đi, mai like sớm hơn đi, giờ trễ rồi. Thấy mấy chị cũng im im rồi. Áo đẹp nè cả nhà, hàng Quảng Châu cao cấp không à, bán con này 59.000. Mấy hàng này mọi người ra ngoài vô shop mua 150, 160 rồi đó. Vô shop là mua 150, 160 co giãn thoải mái nha. Hàng Quảng Châu giùm em này, hàng Quảng Châu cao cấp cho dâu nè. Bán áo này đã 190.000 này, áo thun không nè, giá này 190 nè. Ok chưa, em bán con này 59.000. Chị nào lấy áo bơ chốt áo bơ giúp em nha. Màu không ngọt nữa thì màu nào cưng cả nhà ơi. Bơ nha, bơ 59.000, chị nào lấy bơ chốt mã bơ. Áo phong lửng. Chị nào lấy bơ chốt bơ giúp em nha, để áo bơ đó 59.000. Bơ cho chị Bích nha. Áo bơ 59.000. Con đỏ lụa này, đỏ họa tiết này xinh này. Nè, đỏ lụa họa tiết rớt vai á. Mà vải đẹp lắm, mấy cái áo này ở trong shop công sở nó bán đã tiền trăm rồi. Ở trong shop công sở nó bán đã trăm mấy cái áo rồi, von lụa nó không nhăn không xù, siêu mát siêu mềm cho mình luôn, nó rớt vai nha. Mọi người mặc đi chơi rồi đi làm văn phòng vẫn mặc được mà, nó đâu có hở nhiều giống như mẫu của dâu đâu, nó chỉ hơi hở như vậy nè đó. Nó chỉ là hơi hở nhẹ, hở vê thôi nha, còn mẫu của dâu là mẫu ăn chơi rồi. Còn hàng này nó hở còn siêu siêu vậy à mấy chị. Ok chưa? Cho bán tặng áo này 39.000, không xịn như hàng mấy chị, mua 150, 160 đừng lấy nha. Cái shop vô gom shop công sở là bạn không có cái nào dưới 150 á. Em bán con này cho mọi người 39.000 có một cái nha, vô mã đỏ đi. Form đẹp, chất đẹp, đường may đẹp cho em, mọi người yên tâm nha. Chị nào lấy đỏ chốt mã đỏ giùm dâu nè. Đỏ họa tiết. Mặc đơn giản, phối một cái quần nó có màu, có những họa tiết như vậy cũng ok, trắng, đen hoặc xanh hoặc nu vậy nè. Đi chơi thoải mái, không ai nghĩ cái áo 39.000 luôn, em thề luôn mấy chế. Cái lô đó em bán chắc phải cỡ nó sale được 300-400 cái bán hết sạch, còn sót con cái đó thôi đó. Quần hồng này size L nha. Vải đẹp nè, trời ơi cái quần vải đẹp, phong đẹp luôn cho em nè. Trời ơi quần đẹp lắm chị Bích, nhưng mà hàng này nó lại không may cái khuy, mình về mình tự may khuy nha. Chứ không phải là nó rớt đâu, hàng này là như kiểu là người ta sót á, người ta không may khuy cái là bây giờ nó sale ra cho mình á. Vải đẹp, form đẹp lắm, tại vì hàng may mà. Hàng cao cấp luôn, nó không may khuy gì, mọi người tự may cúc hoặc là may cúc bấm á. Đơn giản em bán rẻ nha, em bán rẻ cho mấy chị cái quần này. 49.000. Không đẹp không xịn trả về cho dâu, chứ dâu mã quần hồng nha, size L. Bao chất bao form đẹp luôn cả nhà ơi. Quần hồng size L nha, bao chất bao form đẹp nè. Tại vì nó không có cái khuy, em làm biển không có thời gian, em may á, em bán rẻ cho mọi người về tự may.
nha. Quần hồng áo thun bự gửi em chưa chị dâu chưa gửi nha, có một cái dâu chưa gửi gái ơi, có một cái dâu chưa gửi, em lựa thêm gì dâu đi đơn cùng nè. Còn áo thun 79.000 dâu chưa gửi. Ok chị, có cả quần vải đẹp ghê luôn á, form đẹp nữa. Con này em có hai màu nha, đẹp vai màu hồng với đẹp vai màu nu. Em hết quần hồng rồi. Áo Quảng Châu á mấy chị ơi. Áo Quảng Châu với nhau nha, bán tặng nha. Bán tặng áo này cho mấy chị nha. Nè, em cho mọi người coi nè. Dâu dạo này là dâu thích bẹt vai lắm. Nhiều quá chị mẫu luôn á. Cái bẹt vai rớt vai. Ok chưa? Áo Quảng Châu cao cấp cho dâu nha. Xin luôn free size cho em luôn cả nhà, bán tặng con này cho mấy chị nha, 45.000. Có màu nu và lại màu hồng nè. Form này là rộng rãi thoải mái free size cho em nha mấy chị. Ôi xinh chưa? Không nghĩ là mua một cái áo 47.000 đi chơi đi tiệc thoải mái luôn này cả nhà. Rồi em có áo màu nu với lại màu hồng nha, chị nào lấy màu nào thì chốt màu giùm em đi. Sang quá trời, màu nu thì sang. Vừa sang vừa trẻ. Dâu lên quần thể thao này, dâu quần thể thao vô còn một màu em coi thì chị dâu lên cho luôn. Em coi thì dâu lên cho luôn nha. Rồi quần áo hồng áo nu nha, dâu để 45.000 cả nhà. Áo hồng áo nu nha, dâu để 45.000. Chị nào lấy màu nào chốt màu giùm em nha. Đây, ướm lên cho mọi người coi lại nè. Ok chưa? Hàng cao cấp bao đẹp cho em nha. Rồi vô mặc cái quần này chắc phải cỡ năm đến năm thứ năm rồi đó. Quần có cái quần mặc like, mặc là năm đến năm thứ năm rồi đó. Hồi đó bán cái quần này có 50-60.000 à. Hàng nội địa luôn, nó bán cái quần này phải cỡ 2 triệu mấy tiền Việt á. Còn mà hồi đó mới ra bán nó cái ôm được cái lô này ngon ghê, mà nhớ được đó bạn, hình như có 65.000 hay sao ha. Có chị nào còn giữ cái quần giống như vô mặt không, hồi đó nó có màu đen với màu rêu. Đây nha, áo vô mặt có hai màu, màu hồng với màu nu nha. 45.000. Free size nha, chị nào lấy màu nào thì chốt màu giúp em. Quần thể thao bây giờ vô chỉ còn một màu đủ size SML XL. Nè, cho cả nhà coi hàng cao cấp nha. Mặc like có giặt không, trời ơi giặt chứ chị. Mặc like giặt đâu hả, em mặc like không đâu, em còn mặc ra ngoài chơi nữa mà, đi xem phim với chồng rồi này, lâu lâu em mới mặc đi ra ngoài. Like giặt chứ. Mặc nhiều như vậy là khoảng tầm trưa mai mặc phát nữa là giặt luôn, tại vì bụi quần áo vậy chứ nó bụi lắm. Quần áo là bụi mù mịt, hồng 45. Em còn con màu nu nha, chị nào lấy nu chốt mã nu. Dâu còn một bé màu nu nha, chị nào lấy nu chút mà anh nu giúp em. Quần thể thao đây nè bé Ti ơi. Chị nào muốn có quần thể thao nào em lên nha, quần thể thao em có mấy mẫu. Quần thể thao có mấy mẫu luôn nha. Còn mẫu này thì hiện tại là chưa đụng hàng nha, hàng Hồng Kông về cho dâu. Mọi người thấy cho túi zip bao bì xịn sò. Em ba màu xám đen xanh đen, nhưng mà hết màu em còn đúng một màu xanh đen thôi. Đủ size SML XL. Bạn con này là 175 nha cả nhà. Em bán quần này là 175.000. Hết màu rồi, hiện tại đang còn màu xanh đen. Tại vì em bốc màu xanh đen nhiều nhất. Thường thường là bữa giờ em bán quần thể thao là nhiều, nhưng mà màu xám, màu đen, màu trắng thì quá nhiều mẫu rồi. Màu xanh đen là bây giờ mới có mẫu này có màu xanh đen thôi. Em bốc số lượng con màu xanh đen là nhiều nhất luôn á. Màu đen, màu xám em hết sạch không còn cái nào nha. Em chỉ còn màu xanh đen thôi cả nhà. 175 quần Hồng Kông. Xịn sò cho em nha. Xịn sò chỗ form đẹp. Em còn để lại em mặc nó gian mất lọc luôn. Dâu giờ này dâu ghiền quần thể thao lắm mày chế. Ông xuông, ông tấm mà dâu rất là ghiền luôn. Mặc áo thun nè, mặc áo bờ ra, áo crop top, rồi áo dây, áo ôm đồ, nói chung là mặc đủ kiểu luôn cho dâu nha. Form đẹp chưa cả nhà? Form đẹp, chất đẹp cho em nha mấy chị. Mọi người để vậy thôi, khỏi cần cột nơ, cột ơ gì. Ưng thì cột cũng được, còn như dâu mặc là dâu để vậy luôn, dâu khỏi cột cột á. Dâu mặc là dâu để vậy, dâu không có cột. Nha, 175 kèm size cho em nha, SML XL. Mấy chị ơi, có size XL luôn á. Ok chưa? Cái này là nó không phải là viền hay nó là may thêm một cái vải khác nha, nó là may thêm một lớp vải khác xịn sò luôn cho dâu này. Chứ không phải in màu lên đâu nha cả nhà. In lên thì nó không được bền. Ok chưa? Chị nào lấy quần chốt mã quần. Chị ơi, ống này là ống vừa. Thì dưới ống là nó bo lại chị. Thì dưới ống là nó bo lại nha. Form quần thể thao nhiều người người ta thích mặc ống này. Người ta không có chịu quần ống suông. Nhiều người tại vì form này thì mặc lên nó sẽ đẹp, nó dễ mang hơn. Đây nè. Bo chun hay suông? Bo chun nha. Quần thể thao dạo này dâu đi là toàn bộ là đều bo chun cả. Mấy cái mẫu cô tông hai da cũng là bo chun cả.
Mấy chị mà mua quần cô tông Haiya 125.000 của dâu là về ai cũng ưng cả nha. Ai cũng ưng nha, khách mua là còn mua mua thêm màu, mua thêm mẫu rồi mua giùm người này người kia nữa đó, đẹp lắm. Quần Quảng Châu 125.000. Còn quần này nè mọi người thấy không? Vải nó lạ lắm luôn, Haiya luôn, em không biết gọi là vải gì không, nó không biết vải gì, nói chung là lần đầu tiên bán vải lạ luôn này. Đó, mặt này là nó màu đen, mặt này là nó màu xanh đen nha. Một mặt chứ không phải là hai lớp đâu, một mặt vải á, một lớp vải mà nó hai màu á. 175.000 nha nè, mọi người coi nè, form đẹp. Form đẹp nha, nó là dạng như là quần thể thao, quần jogger á. Nó không có baggy rộng nhiều như là những cái mẫu quần mà quần nhung gân đâu. Quần nhung gân vô bán như là đen rồi xanh rồi hồng rồi nu trắng là nó là form baggy nó rộng. Còn form này là nó jogger vừa, nó không có rộng mọi người nha. Nó không ôm và nó cũng không rộng bự. Đây nè cả nhà coi nè. Ok chưa? Nha, đẹp xỉu luôn á. Chị nào lấy thì comment đi dâu nha. Quần kèm size, kèm màu, cái lưng quần đẹp lắm. Chị nào lấy thì comment cho em nha. Như khách của dâu, khách sĩ, khách lẻ cũng vậy á. Nhất là khách sĩ á, là dâu mày được mọi người thấy em quần ống suông. Quần ống suông xịn mà em phải xeo lỗ chưa? Có nghĩa quần quần thể thao á. Khách sĩ của dâu với khách lẻ dâu không có chuộng quần ống suông nhiều. Thích quần bo ống. Quần bo ống mang giày thể thao đồ nó vẫn nhìn nó vẫn đẹp, vẫn gọn hơn. Với lại khách của dâu còn mặc đi tập thể dục đồ, đi phòng gym các thứ người ta mặc quần bo ống không à. Còn mày đừng dâu nhập quần suông ống gì là rớt mẫu, bán lỗ mà còn không hết luôn á. Nên là dạo này lâu lắm em không có nhập quần ống suông, quần thể thao ống suông. Hết màu rồi, form đẹp, chất đẹp, mẫu độc nữa, cho bán hết sạch màu, vô còn có một màu đó thôi à. Đủ size SML XL nha, đang còn đủ size mấy chị ơi. Hiện tại đang còn đủ size nha, 175.000. Rồi. Con này lụa Nhật này, dây lụa Nhật này. Sang lắm á. Mướt rượt luôn, lụa Nhật thì quá sang rồi, trời ơi sang lắm này chị Bích. Dây có tăng đơ nha, áo lụa Nhật màu vàng đồng, màu bao sang. Mặc đơn giản với lại quần ống suông, quần ống lê là hả lên đỉnh rồi. Em bán con này 59.000 luôn. Lụa Nhật nha, siêu cấp xịn sò luôn nè. Cổ đổ giùm em nha, dây có tăng đơ nha mọi người. Ok chưa? Chị nào lấy áo vàng, chút áo vàng nha. Form đẹp, chất đẹp cho dâu nha mấy chế. Form đẹp, chất đẹp luôn nha, 59.000. Chị nào lấy vàng, chút vàng. Vàng, chút vàng nha, cỡ 60 cân quay đầu. 60 cân quay đầu giùm dâu. Lụa Nhật xịn sò, chị nào lấy thì comment cho dâu mã dây vàng. Vàng dây, dây vàng để 59.000. Con này đi chơi hay đi công sở đều được nè, cho dâu mã xanh nha. Áo Quảng Châu. Rồi áo xanh để mọi người 49.000 luôn. Ok chưa? Rồi like hết con này xong em nghỉ đi. Màu đẹp lắm, màu xanh nước biển cổ tim nè. Rút dây nha. Ưng thì rút dây, không ưng thì mọi người thả. Nhưng mà rút dây nhẹ nhẹ lại thì nó sẽ xinh hơn. Mặc thả đồ ok la luôn mấy chị nha. Rồi 49.000, chị nào lấy áo xanh, chốt áo xanh nha, vô để con này 49.000. Áo xanh 49.000, áo Quảng Châu. Rồi tới đây thôi mọi người ơi, em nghỉ nha, mai gặp mọi người sau. Xanh cái bé bóng nè. Ai hỏi dâu gì nữa không mấy chị? Chị nào hỏi dâu mẫu nào nữa không? Lên sáng chân váy. Con này là một em chân váy màu đen size S à. Chân váy màu đen dài nha, size S này để mọi người 39.000 đi. Chân váy màu đen size S dài qua gối nha. Form A dài qua gối rồi để 39.000. Cô tông. Chị nào lấy chân váy, chốt chân váy màu đen size S để 39.000. Áo hoa này sang nè. Vô nội chứ hả. Áo hoa như bình thường mình mua là hàng von nó khác. Còn hàng này nó lại là qua một cái hàng, hàng cao cấp, không biết gọi là được hàng nào. Vải đẹp tại vì nó là hàng nè, mọi người thấy nó chưa đường may không? Chưa đường may bự chà bá đúng không? Hàng cao cấp thì nó mới may chưa đường may nha. Vì hàng chuẩn shop. Còn bình thường hàng mà xưởng may thì người ta không chưa đường may, nó bắt sổ luôn. Hàng Quảng Châu người ta cũng bắt sổ. Còn hàng này là hàng thiết kế cao cấp cho em nha. Bao đẹp, bao xịn sọt. Áo nó bán hơn 200.000 là mọi người biết chất nó làm sao rồi đó. Cái áo nó bán hơn 200.000 là mọi người biết chất, biết form nó bán sao rồi đó. Nè mày chị coi nè. Cái form ngực nha, may nè, đường may của nó nè. May đẹp lắm nha. Ok chưa? Nói chung là
Em bán con này 49 ngàn, mà chị nhận hàng coi nó đẹp làm sao nha, không đẹp trả về cho dâu. Áo hoa nha, áo hoa 49 ngàn. Tay bồng nhẹ nè. Đó, tay bồng nha, tay dài bồng. Chị nào lấy áo hoa chốt áo hoa nha, cúc này là cúc ngọc đen. Cúc ngọc đen giúp em nha. Dơ lên là mọi người không nhìn được mấy cái đường may của nó. Chứ dơ lên vậy là mọi người không có nhìn được. Chị nào lấy đi dâu mã hoa nha, hoa 49. Bao sừng sò. Hoa cho bồng luôn. Hoa 49 này. Con này là gì đấy? Áo dây, áo gân. Áo dây nha. Thấy không? Mọi người thấy áo dây nó may chưa? Form đẹp lắm nha. May form đẹp lắm luôn. Áo dây nha, dây cam. Rồi, bạn tặng mọi người con này 19 ngàn. Gân nha, gân xịn cho em luôn á cả nhà. Con này tầm S với M mặc thôi nha. S với M mặc được nè. Coi vậy anh mình rồi cho vô mã dây đi, dây cam 19 ngàn. Mặc cái quần ngố nữa. Ok la luôn đúng không? Chân váy ngắn ngố. Chị nào lấy cam chốt cam nha, hàng gân đẹp luôn nè, tại áo hấp gơ em bán rẻ 19 ngàn, chị nào lấy đi comment nha. Dây cam 19 ngàn. Rồi bye bye cả nhà, em nghỉ nha mọi người ơi. Hẹn mọi người trưa mai.